về chưa? Về ba cũng đi chống tắm rồi. Quà gì hả? Dạ anh quà đi xuống kia. Chờ anh dắt ớt, chờ anh Đỗ Thanh, chờ anh Thành Bùi, chờ anh Trung Nguyễn, chờ anh Tình Nguyên, chờ anh Hà Đại Dương, chờ anh Nghiêm Trương nha. Chị sẽ bài giúp em nha anh. Chờ anh Man Lý Tưởng Phong Biên em có nha anh. Chờ anh Huê Trần, chờ anh Đặng Long, cho em xin một lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Cho anh kẻ đến sau Giao Nhật còn nhanh Thành Nguyễn Vu Long Biên. Vu Long Biên thì em chưa thấy, cho anh Đạt Nguyễn nha. Chia sẻ bài nha em nha. Cho anh Tâm nè. Anh Bảo đi tắm rồi chú anh Bảo nha. Nó lại thử này cho nó lại thử. Nhưng mở đèn lên đi. Chia sẻ bài giùm em nha. Hàng bữa giờ bị chậm 3 ngày rồi. Đó có nghĩa là em đi đơn cho anh 3 ngày nhưng mà anh chưa nhận được đúng không? Cho anh Trần Hoàng, cho anh Nam Trương. Nếu có em có thắc mắc đơn hàng thì anh cứ nhắn cho tin nhắn Messenger em nha. Để chị em kiểm tra cho. Ờ, máy khoan anh mua, nếu như anh mua máy khoan điện thì đổi nguồn mình xài được, còn máy khoan pin là không có được nha. Cho anh kể đến sau. Hôm nay không nghỉ lại. Mấy ngày lễ chính mà còn không nghỉ nữa, mấy ngày này phụ sao nghỉ anh. Cho anh Cao Tài nha. Ờ, anh Hòa đi tắm rồi nha. Cho anh Giang Mạnh Hà nha. Chia sẻ bài mà em nha. Lai không? Lai cho lai nè. Lai thì bước ra đây chị cho lai nè. Rồi cảm ơn Hà Đại Dương, Vu Long Điện có nha. Thử không? Đi chi cho like nè. Vô bán tiếp chị luôn. Mai mốt mướn mày like luôn. Máy cắt gỗ em có luôn à. Thiệt mà, nó giỡn luôn mà, thôi thôi. Thử đi. Mai mốt biết đâu cạnh tranh với chị sao. Thử không? Mới chưa? À, cư trường Thi Tê Chi hả? Đợi tí xíu anh Pháp Hoàng nên anh Trần Khánh. Máy đánh bóng như là có à. Cái này là hiệu GUB nha, công suất của nó là công suất như trời 70W. Đầu la em bán con này 130 thôi nha, mã mới hàng 13 nha, mã hàng 13. Đục bê tông em có à. 130 mã mới hàng 13 nha, khoan 2 chiều hoạt động bình thường nha. Đợi anh Bảo tí xíu thì tắt máy pin nha, anh Bảo đi tắm rồi. À, anh Son Nông Chợ, anh Son Nông Thái, anh Son Nông Thái em coi trong tin nhắn Messenger, nếu như chị Bill gửi qua nghĩa đi rồi nha. Cho anh Khánh Nghiêm, Khánh Nghiêm chứ mở hàng 13 chút trên Lâm Hoàng Tuấn. Cho anh Khải Đồng gì bị kêu tới bà nội dưới chợ rồi. Cái này xuống bắn đinh hay bắn kim gì không biết nha. Cái này hiệu mát, cái này em bán 150 nha, mã mù 15 nha, mù 15. Cỡ cái gì không biết nữa. Mù 15 chút trên. Mù 15 chút trên Tình Vũ, cho anh Tình Vũ ở Phan Bê Tông em còn nha. Anh Lê Kính hả? Anh Lê Kính ơi, có gì vậy? À, anh nhắn tin cho Messenger để chị em mới kiểm tra đơn hàng cho mình nha. Chị anh Khang Minh à, nhiều cái đơn mà trước ngày 28 tây á, là mấy anh bên đó làm còn đi bên ZTO. Có gì là ngày mai á, ngày mai mới kiểm tra đơn hàng cho mình được nha. Mấy khoan em có. Mấy khoan có luôn, chia sẻ bài em nha. Chị anh Pháp Hoàng. Để tôi xíu anh Bảo cho tép mấy pin nha. Mấy pin đằng sau nhiều lắm. Nhưng mà không biết tép. Số điện thoại nè, anh Phạm Linh nè. Số điện thoại trên cho Hàng Xuyên Nhật Bãi có anh vui. Hàng Xuyên Nhật Bãi coi em nha. Anh Xuân Dung Dũng Lê, anh Lê Trung Hiếu. Ngoan dữ ha. Biết rồi.
Mấy hàng không có rồi, mấy hàng hết rồi. Mùa 15 qua mã rồi. Gì bảo? Có gì điện qua đi. Cái này tay trái rồi. Cái này hiệu Makita 1100W, cái này nó bị lỗi nha, bán 16 mà lỗi 16 nha. Lỗi 16. Gì nhìn chị ánh mắt ghê vậy. Mà lỗi 16 nha. Tôi không cho học nghề nha. Mấy dung còn. Like đi cân ngơ. Like mệt mỏi. Mấy cắt em có nha. Like đi rồi muốn chị like tiếp. Cái này là sạc national nha, sạc từ 7,2 đến 12V. Em bán cái này 120 nha mà. Ở cái loại mà mùa 15 em còn đó nha. 120 mã sạc 12. Rồi, hot boy đi ra tới. Ngày mai tôi ngày mai sống đồng hộp cho mặt. Thò nhiệt hết rồi anh thò hộp. Nhanh lê cứng cho xem hình ảnh mã lỗi giùm em nha, mã lỗi 16. Sợ xa cho xả rồi mấy mày có nha. Lỗi gì là nó bị quên báo nên là cái công tắc này nè, nó bị dính công tắc á, nó bị dính công tắc lại chứ nó hoạt động bình thường nha. Mã lỗi 16, cái này cơ lộng hiệu GUV nha, 220W, bán 200, mã lộng 200. Bu lông hơi em còn. Chia sẻ bài giúp em nha. Khoan ba chức năng. Máy cắt nó hoạt động bình thường thôi mà, nhưng mà nó bị dính cái công tắc lại á. Sạc 12 chiếc công ty 10W. Sạc Hitachi có, mấy cái cầm tay có. Makita nhưng anh công suất là 650W nha. Cái này lưỡi là 160 nha anh. 280 nha, lên mã cưa 28 nha anh. Nhìn chị bằng cái mắt miếng. Chào anh Hoàng Úc Lê. Cái gì? Ông chào mà đừng có làm ơi anh đâu nghe. Luôn giống bà sĩ kìa. Sạc 12 lòi sĩ á cưng. Chị sao bài giúp em nha. Hộp đựng đồ nghề em có hộp nhỏ. Mù đinh đợi em tí xíu coi có không nha. Bữa nay sơ mi giặt hết trơn rồi, giờ đổi đâu không. Ôi trời, coi mấy cái rồi dính sợi dây trong á. Không có. Ôi là trời, bữa nay giờ bắt tôi vô tôi thay cái áo sơ mi. Bữa nay thay ống thùng mực nghỉ không xem. Mấy mài, mấy bóc rảnh còn. Rồi, con này là ghi national nhưng mà 7,2V nhưng mà cộng bình thường nhưng mà cái này là một máy 2 pin 1 sạc nha. Rồi hộp này em bán là 450 nhưng mà lên bán hộp 45 nha. Hộp 45 nhưng mà hộp 45 ạ. Cái này mã lỗi 16 nha, nó chỉ bị dính công tắc thôi chứ nó hoạt động bình thường. Uống gì anh Bảo? Muốn gì để chị chỉ cho. Đọc gì mà học mấy. Chú muốn xem máy khoan ba chức năng. Khoan bê tông ba chức năng chưa có nha chú. Khoan Makita không chổi than. Rồi Makita nếm anh. Cái này đầu là 6,5mm nha. Cái này công suất là 230W nếm anh, hoạt động bình thường nha. 120 nha, lên mở khoan 12 nếm anh. Chị ơ Bảo nhìn Bảo. Ủa gì. Chị ơ. Chị ai cái tông ơi, ai vậy? Thằng em kế bên nhà ở Nguyễn lâu hả? Chuyến này nó đi bên Việt Nam Post cho nó hơi chậm chứ. Trời ơi, ngày mai nếu không có thì anh báo nha. Rồi Hitachi nhé anh, công suất là 530W nha, 200k nhé anh, lên mã mài 200 nha. Khoan 12 anh Bọc. Khoan 12 em trước anh Dương Chu. Thùng Hitachi 12V có luôn ạ. Chị anh Hậu Châu, chị anh Lê Tiến Dũng. Nó 12 là sao?
nhắc biết chừng nào giờ tới có điện chiều. Rồi con này công suất là 800W nha anh, lưỡi là 300 nha. Mấy cắt còn 400k anh lên mã xích 400 nha. Hình như là cái này là sử dụng tay trái anh không? Cái này sử dụng tay trái nè. Cắt gì hả? Cắt tay trái, cái này là cắt tay trái. Cái này hoạt động bình thường nhưng nó dính công tắc á. Hộp 45 anh không? Hộp 45 em chú Trinh Tăng Phạm. Cái này là lỗi 16 nha. Điện 220 không có nha. 312 qua mã. Ok đi. Đợt này nói chung là em chuyển bên vận chuyển, anh em chuyển bên Vietnam Boss rồi. Rồi mai boss nha anh, 12V nha. Hoạt động bình thường. Mà 200 trước trên đào Thanh Long. Số mới nha, một máy 2 pin một sạc nha anh. Lỗi 16 trước trên Lê Tuấn. Thùng em bán là 800k nha anh, lên mở thùng 800 nha. Thùng 800 nha anh. Máy rung rồi. Không muốn gì luôn. Cưa trượt Hitachi còn anh Bảo. Mà 200 qua mã. Còn lên một con nè. Ôi. Phòng bót. Dạ không được anh Khánh, anh Khánh Duy ơi. Không được nha. Cái này test anh Bảo. Cái này là hiệu GUB nha. Cái này là 1400W. Chi nha anh, con này là lưỡi là 4 tắc nha anh. Hoạt động bình thường nha. Rồi con này em bán là 2.400.000 nha anh, lên mã xích 2.400 nha. Máy cắt pin hết rồi anh coi combi ơi. Lưỡi dài nha anh. Hết rồi anh, kéo cái cành em còn nha. Kéo cái cành lại mới. Đây, ngoại hình nó gì nữa nè. Hoạt động bình thường hộp nha. Đựng đồ rồi, em còn cái hộp mini. Nhiêu anh bảo? Xích nhiêu? 2.400. Xích 2.400 nha. Thức liên vô không có mấy cắt bê tông. Xiết bu lông em hình như là còn bu lông điện. Bu lông điện với bu lông hơi. Cưa trượt. Cưa trượt Hitachi lưỡi 19 hộp. Hết rồi anh Pháp Hoàng ơi. Nè 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 nè. Cà nè. Bên đất nè. Rồi con này hiệu GUB nha anh. Cái này công suất là 1400W nha. Cái này em test nó hoạt động nhưng mà em bắn mù nha anh. Rồi, cái này em bán là 700k nha anh, lên mã mù vàng 700 nha. Súng bắn đinh như em còn. Xích 400 chứ kinh điệp chằng. Chắc bê tông mình chưa thấy. Mã mù vàng 700 nha. Rồi bán cho tôi đánh cho. Rồi, Kosuku nha anh. Con này công suất là 730W nha. Test nó bị tập thang nha anh, bắn lỗi nha anh. 140 nha. Lên mã lỗi 14 nha anh. Thì hai đứa lại. Khoa 12 qua mã anh. Mở hàng không, mở hàng em hết rồi. Mở 14 hay gì? Lỗi 14 chứ kinh khải đâu. Rồi Makita nha anh. Cái này là 9.6V nha. Em test nó mới chạy nha anh. Em bán sát nha. 180 nha. Lên mã sát 18 nha anh.
cái gì? Cái gì thấy? Cái gì? Cắt cỏ em hết nha. Lưỡi cưa lớn hết rồi anh Tình Vũ ơi. À, sớm em xếp toàn quốc nha anh. Cắt tim hết rồi. Mua Long Bình hơn không chưa thấy. Mã sát khoan 18 giùm em nha. Rồi hi ta chi nha anh. Cái này lưỡi là 190 nha. Công suất thì bông chốc nha anh. Công suất bông chốc thì không có kịp. Rồi hoạt động bình thường nha. 300k nha anh. Lên mã cưa 300 nha. Lên giùm em xích 2000. Coi đi. Xích 2000 tôm chứ anh Thanh Duy, Thanh Duy. Cưa xích chạy săn loại nhỏ. Rồi có loại nhỏ. Loại nhỏ em có luôn cho anh Thanh Tơ. Mã lỗi 18 giùm em nha, lỗi nha. Đây này bắn mù nhìn bà. Cái này máy đánh bóng cái gì nè. Cái này 60W nha, bắn mù con này nha, 120 mã mù 12 nha, mù 12. Lỗi 14 qua mã nha, mã mù 12 nha, đứt dây bắn mù. Rồi em có cái con mua lông này đầu xuống bắn đinh. Đầu 3/8 nha, nó bị em test không có được. Cái này em bắn sát con này luôn nha, 100 nha, mà sát 100 nha, sát 100. Ủa mày ăn trước anh Phương Nguyên. Dạ, à, cái đó 2.4 khách chốt rồi nha. Bê tông pin là em chưa thấy nha. Máy cắt cầm tay còn, máy mài pin thì chưa có luôn. Cái này là hiệu mát nha. Cái này bắt đầu là bán 250 nha, mới mù 25 nha. Mù 25. Bê tông. Mù 12 qua mã, mù 25 chú Kim Tu Lê. Con này em giật nó cháy nha anh, nhưng mà nó hết xăng nha. Hết xăng cũng gây xăng luôn. Bà quay tao bà chức năng chưa thấy. Đây, lưỡi ba tắc nha anh. Hiểu rồi nha. Em mới giật cái cháy nha anh. Tại nó hết xăng nữa nó. Rồi. Khoan thùng còn. Xích này em bán là 2 triệu nha anh. Mất cắt cỏ hết. Lên mã xích 2000 nha. Lưỡi 300 nha anh. Hoạt động bình thường nha. Cắt cỏ hết. Sát 100 em chút trên đây kính. Pin 18 con có nha anh. Pin thì có, còn mấy pin thì chưa thấy. Người gì thấy bảo. Tép, có tép. Chưa. Cưa cắt cỏ. Cưa cắt cỏ là không có. Rồi cảm ơn. Chào bác Sinh. Rồi. Phan Hai Kiều. Này bán 140 nha, mà sát 14 nha. Cảm ơn Băng Trà. Bên Hitachi 18 có nha anh Nguyễn Huy Thị. Hỏi bụi Makita hả? Ở bụi Makita anh còn. Bán mà mỗi tối mà 2-3 tấn hàng là mệt lắm á bác. Rồi, Makita nha bác. Cái này là lưỡi 125 nha, công suất là 720W nha. Test không chạy nha bác, em bán sát nha. 130 nha bác, lên mã sát 13 nha. Súng bắn đinh. Rồi. Máy thông tắc. Thông tắc là máy gì? Súng bắn tê là không biết cái là sao. Thân pin em còn, mài pin thì chưa có. Sát 13 nữa rồi. Sát 13 chứ trên Phạm Hùng. Rồi pin thân pin 18 hồi này chưa có, có pin thôi. Máy các bạn mini có anh không? Súng hơi bao nhiêu khách chốt rồi nha. Sát 13 là cái này hả? Đều khoảng ấy vào.
Rồi Makita nó anh 12V chi chích nha. Test không chạy máy sạc. Xe em hết chưa? Một máy hai pin một sạc nha anh. Các pin chưa có, mấy có gỗ còn. 450 nha anh, lên mã sạc 45 nha. Makita 12V nha, sạc 45 nha anh. Vâng, chị lên đi. Pin Hitachi đó còn bảo coi còn. Pin 18V Makita có nha, súng phun sơ, phun sơ mềm hết. Pin Boss 18 hình như là không có không. Súng bắn linh u. U như chưa. Có còn linh cụ. Nó cỏ hết nè. Phân pin Makita không nè, có phân pin Makita. Tép sát 45. Cục xem giúp ạ. À. Trời này là hiệu GUV 210W hoạt động bình thường, khoan một chiều có điều tốc. Màn hình nó tệ quá, bán 100 thôi nha, mã xanh 100 nha, xanh 100. Máy trà nhám em còn. Xanh 100. Rồi pin xấu đây chị. Rồi sạc 45 là sạc nghiêm lên đèn nha má. Rồi cái này là pin Hitachi 18V nha, không biết bao nhiêu A nữa. Máy thông tác là sao ta? Thử lại cái súng trong hộp vừa bỏ ra đấy. Là cái boss đúng không? Rồi Makita đấy anh. Cái này lưỡi là 85mm nha. Công suất cái này là 10.8W nha anh. Đây. Hoạt động bình thường nha anh. Cái này máy bao hoạt động nha, pin ti nó chạy nhưng mà bắn mù nha. Rồi, cái cưa này em bán là 500k nha anh, lên mở cưa 500 nha. Đây, 10.8 của anh nha. Băng bê tông pin còn rồi 120 nha anh, lên mã sát 12 nha. Cái này hiệu Boss nha anh. Nhắm tròn nha. Em test không chạy mã sát nha, 120 nha, mã sát 12. Nha. Điện 110V nha, mã mù hay mã cưa? Cưa 500. Sát 45. Sát 45 đúng không? Sát 45 em chốt cho anh Thông Phạm không có thùng đạn. Alan không có. Sát hay là cưa hay là mù? Cưa. Cưa 500 chốt cho anh Đặng Long, xài điện 110V nha. Phan bê tông, Phan Trâm chứ chính Hà Lương. Hỏi bụi em còn sát 12 lấy gì à? Phan xanh cho đi nhá, em bán 100. Sát 12 em chứ chính Phiến Nguyễn. Điên đây. Rồi rồi, để em báo giá. Sát 12 đây. Sát 45, chọn Hoài Lương ngờ. Cưa 500. Cưa xăng em còn. Cưa xăng em mới lên cái cưa đó 2 triệu. Còn động bình thường. Trời, pin Hitachi này 18V không biết bao nhiêu A nha. Cái này bắn mù à. 200, mã mù 200 nha, hình nó tệ quá, mù 200. Cô. Mã mù 200 mà đợi chút xíu đi, lần chút có đường đi. Bơm nước chưa có nha. Máy cắt sức thiên lực em hết rồi. Khoan 100 khách chốt rồi còn nữa em lấy ra. Rồi, cái này là phay gỗ hay gì nha má. Hiệu Makita nha. Cái này công suất là 550W nha. Em test nó về mới bán sát nha. 150 nha. Lên mã xanh, mã sát 15 nha. Cái cơ xăng nó hiệu Tanaka nha. Tanaka. Hỏi bụi pin em hết nha. Không tắt vệ sinh là không có nha. Đục bê tông em còn. Mã sát 15 à. Lấy con tùy cái sớt. Đi. Đi 15. Sát 100 lấy gì anh Bảo? Sát 15 nha anh. Sát 15. Cái này là hiệu gì em không biết nha. Mắc thông số, mắc gì hết trơn. Cái này khoan 2 triệu có đường tốc. Cái này em bán 160 nha. Mà tím 16. Tím 16. Mấy hàng em hết rồi. Sát 15 mà không phải. Sát 100 nha. Sát 15. Chốt máy cắt pin 108. Máy cắt pin 108. Không có cái biển đồng 180 hết trơn anh. Biển nó 500 chốt.
súng súng gì vơi em hết rồi. Xem lại cơ xong. Đúng rồi, tài khoản tên là Trần Thị Thiên Nhiên anh. Rồi, cái này hiệu Hitachi. Không pin 12V em sẽ lên. Công suất là 400W nha. Em ghim vô là tự nhiên nó à trong này bó không chạy, bắn sát luôn cho anh. 150 nha, lên mã. Sát 15 chút cho anh chút vàng. Lên mã sát 15 nha má. Tím 16 em chốt cho anh Bào. Anh Bào gì trời, anh Bào Giao Nguyên hả? Rồi nè. Nó hoạt động bình thường nha, hiệu Tanaka. Em bán. Chợ anh tim cũ, lâu quá không ủng hộ shop. Không phải anh đâu. Bảo nó 100 rượu. Em nói em là sát 15 nha em, chứ không phải là sát 100 nha. Chợ anh Hoàng Mười Minh. Chia sẻ bài giúp em nha em. Em đâu có lên cái nào sát 100 đâu anh. Dạ đúng rồi anh. Xấu mà nó có. Ôi. Ôi nhầm rồi mấy anh ơi. Cái này xem kỹ là nó bị bởi rồi. Nó bị bởi trên nè. Cục pin 18 thôi nó bị bởi trên. Nó bán sát con này 100 luôn nha. Mã sát 100 luôn nha. Bị bởi trên đây nè. Sát 100 luôn. 18 thôi. Makita. Cưa Makita bao nhiêu tiền? Rồi khách chốt rồi 500. Khách chốt rồi nha anh. Mà cưa Makita khách chốt rồi. Em nhận số điện thoại anh Bao Giao Nguyên. Ở mấy anh lưu ý là mấy anh đừng cho số điện thoại trên live trực tiếp, nhưng mà anh cho trên tin nhắn Messenger, có nghĩa là nhiều khi người ta gọi lại người ta lừa đảo mình không chừng nữa. Có gì mà anh cứ nhắn tin qua Messenger cho số điện thoại vào đó nha em đi. Rồi, Makita nha anh, 12V chuyên dích nha, ngoại hình cũng siêu mới nha anh. Chuyển 30% số nào mình chốt nha. Cái này là một máy, hai pin, một sạc nha. Rồi, thùng này em bán 750 nha anh. Lên mở thùng 75 nha. Thùng 75 à? 150 nha. Pin nó bán sát rồi anh. 100k mã sát 100 nó bị bởi. Cái đó là 18V. Khoan bê tông pin chưa thấy hả? Cái này là hiệu S-Man. Thùng 75 em chốt cho anh Văn Hùng. Sát 100 em chốt cho anh Đoàn Dũng. Hộp máy là 750, thích chốt. Cái này thông số nó không biết nha, có điều tóc ở trên luôn nha. Cái này em bán 200 nha, mã thổi 200 nha. Thổi 200. Rồi em còn nhiều lắm nè. Thùng bự này hả mà. Robot lau nhà vài ngày đi về nha. Rồi, con này hiệu Ryobi nha mà. Lưỡi là 192 nha, công suất là 510W nha anh, hoạt động bình thường nha. Rồi cái bào này bán là 350 nha anh, lên mã bào 35 nha anh. Bu lông điện em còn. Bào 35 nha anh. Thùng qua mã nha. Fitbot em còn. Thùng 75 qua mã. Cái này là khoảng 200 cái đường tóc ở trên. Cưa xăng em mới lên đó anh. Trời, anh Tuấn Cao, cưa xăng em mới lên giá 2 triệu đó. Cưa xăng nó không được hả? Tiếc bu lông pin hết hả? Em còn bu lông điện, bu lông hơi. Bu lông pin còn hả? Còn. Rồi, CDS 12V chuyên dích nha mấy. Hoạt động bình thường nha, một máy 2 pin 1 sạc. Anh Bao Giao Nguyên. Máy thì bao hoạt động nha, chiếc sạc cái bán mù 650 nha anh. Lên mã hộp 65 nha. Hộp Hương Bi Makita anh có à. Hộp 65 nha. Mã hộp 65 nha. Bắn bít Makita anh có là mình theo dõi live em nha anh. Tại có hai đứa làm không có kịp. Đục gỗ đúng không? Cái này là đục gỗ này 25 mi nè. Cái này 13. Cái gì? Cái này là 6. Hôm nay bảo pin hết nên vào Mười Minh nó hôm nay là không có về cái đó luôn á. Hộp 65 mà. Hộp 65 trước cho anh Nguyễn Văn U. Súng bắn đinh thẳng. Súng bắn đinh bê tông hơi là hình như làm hết rồi. Không còn. Rồi con này hiểu gì KTC gì mấy anh không biết nha. Bu lông nha, đầu 1/2 nha mấy anh. Đây, cái hiểu nó đây. Hoạt động bình thường nha anh, cái này là 19. Nghe đồn đi về Cà Mau đúng không? Con này là 19,2V nha anh. Rồi,
Cái bu lông này em bán có 700k. Bu lông điện em còn. Lên mã bu lông 700 nha. Mũi pha mê tông không có. Hoạt động bình thường nha anh. Ờ anh đi ghe anh, chưa gì. Bu lông 700 nha anh. Anh sĩ Võ Văn hả? Anh sĩ Võ Văn hỏi là máy gỗ tiền thôi, mỗi máy là mỗi giá khác nhau nha anh. Rồi rồi cho anh Phạm Quý Lượng đục gỗ. Mang anh bảo lên máy rồi. Chào Phạm Tuấn Kiệt. Thổi pin hả? Thổi pin là chưa thấy. Rồi đục gỗ đem lên. Để anh bảo anh test này xong đi em lên đục gỗ. Bu lông 700 hả? Bu lông 700 cho Trinh Tấn Hoàng hay là mẹ bắt về? Hay là bị mẹ bắt về không cho đi ở ngoài đâu? Đục gỗ hả? Để lên nhé. Rồi boss 12V nha anh, hoạt động bình thường nha, ngoại hình còn siêu mới nha anh. Cái này là một máy hai pin một sạc nha. Bu lông 700 qua mã rồi nha. Ai rồi muốn dự bị thì để dự bị bu lông 750 nha anh, lên mã thùng 75 nha. Muốn đặt thì anh cứ comment đặt hẹn nha, đặt comment bình thường. Ăn hết gạo bây giờ đuổi nè. Cái này 4 cây này em bán 4 cây này em bán 160 nha. Mã gì ta? Mã đục 16 nha. Đục 16 anh đặt. Ờ mấy cái gỗ còn anh sĩ Võ Văn ơi, theo dõi like lên mình chốt đơn nha. Còn nhiều lắm hả? Đồ bên đây còn nhiều lắm. Em chốt mà không nói gì cả. Mình chốt sao anh? Đục 16 em chốt trên Tình Vũ. Rồi con này công suất là 280W nha anh. Bu lông bình chưa nên là chưa có. Nha, hoạt động bình thường nha anh. 200k nha, lên mã lộng 200 nha anh. Ờ máy bu lông nè. Ok. Bu lông em còn nữa. Xin lên từ từ nha mọi người ơi. Ôi trời. Máy bắn tim trong cái điện thoại anh. Anh muốn bắn tim thì anh thả tim đi. Chứ giờ máy bắn tim mua ở đâu? Có thắng luôn nha, bởi đây nè. Trời bé rồi. Rồi Hitachi nha anh, lưỡi là 125 nha. Công suất là 1.050W nha anh. Hoạt động bình thường nha. Đầu khẩu 3/4 là hết. Chỗ này nó hơi bị nứt nha anh. Rồi, cây này em bán là 280 nha. Đến mã lõi cưa 28 nha anh. Cái này nó hoạt động bình thường nha, nó chỉ bị nứt cái này thôi nha. Rồi. Anh đặt ba cái gọi cưa 28 nha. Trời nữa em sẽ liên hệ đi với mình. Dạ nha anh. Khoan bê tông từ từ nha anh, có hết. Khoan bê tông có. Nó đơn nó hiện màu đỏ. Thùng 35, 75 là thùng nhiều, thùng boss hay gì? Nó là mấy gì? Thùng 75 là mình chốt sao? Thùng 75 boss chứ. Cái bu lông hơi. Rồi GUB nha mấy. Cái này công suất là 300W nha. Khoan 2 chiều mà 2 chức năng nha mấy. 51 240 nha, lên nó khoan 24 nha mấy. Cái thùng đó không? Phải cái thùng boss không anh? Anh kỳ vô đi không? Anh đặt thùng pin 75. Vậy là đúng rồi nè. Thùng 75 anh chốt cho anh Minh Phạm Văn. Đồng hồ chơi tường không có à. Xếp bu lông hơi đầu 3/4 như là còn á. Cắt gỗ 185 Makita anh chốt để đổi con máy. Máy trước. Lõi cưa 28 anh bảo. Lõi cưa 28 chốt cho anh Phạm Chí. Rồi cái này còn đục gỗ này, cái này là 51. Cái này 25. Cái này cũng 25 luôn, còn cái này là không biết bao nhiêu. 4 cái này em bán 200 nha. 200 nha, mã bộ 200 nha. Bộ 200 còn bộ đục cuối cùng nha. Lưỡi đục. Lưỡi đục lên đây ha. Mã bộ 200 nha. Lưỡi cưa 28 qua mã rồi. Chào anh Nguyễn Nguyễn. Cưa Makita lưỡi 18. Bắn vít hơi em còn. Vít hơi với phân hơi thì còn. Mài điện 220 không có. Cưa trượt pin hả? Cưa trượt pin không có nha, nội thất thời đại. Cưa sọc pin là có nghĩa là cưa xích pin đúng không? Cưa xích pin hết rồi. Bộ 200 em chốt cho anh
bé Hoa. Nếu giờ em muốn lên thùng nylon lông nha anh, em chỉ lung lên thùng khoan với bích thôi. Phan Bin Makita coi. Cái này là phan bê tông nha anh, hiệu National nha, 12 bên nha anh, hai chức năng nha. Máy đánh bóng rồi, máy đánh bóng không biết là còn. Cái này em test là một chiều chạy một chiều hông nha anh, em bắn lỗi nha. Phan Bin siết mở bô lông. Rồi. Cái này em bán là 450 nha anh, nên mã lỗi khoan 45 nha anh. Cái này là một chiều chạy một chiều hông nha. Lỗi khoan 45 nha anh. Cưa lỏng mới bán 200. Bu lông đồ 1/2 hết anh. Rồi công điện không có. Máy chà một tấc. Hình như máy chà một tấc có. Lỗi cưa. Lỗi cưa thì chưa thấy. Rồi ghi UV cho anh 12V chuyên dít nha. Đó không chạy bán sát không anh. 200k nha. Lên mã sát 200 nha anh. Dạ không có lưỡi. Lưỡi kia. Còn ở trong qua mã anh Tình Vũ thôi. Cái này là hiệu mát nha. Cái này là súng bắn linh cụ. Này em bán 120 mã mù 12 nha. Mù 12. Lỗi khoan 45. Lỗi khoan 45 chú Trân Nguyễn Thuận. Thùng boss 75 khách chốt anh. Kéo tỉa cành làm cọp. Sát 200. Sát 200 chú Trân Cường khoan. Khoan gấp pin là chưa rồi, có chi nha. Pin đi quá. Cái này công suất là 760W nha. Em test nó bị nhông rồi nha. Em bán sát luôn nha anh. Ngoại hình nó còn siêu mới nha. Cứ động 200 chứ trên bộ 120 nha anh, lên bán sát phạm. 12 nha. Sát 12. Cứ động bắn đinh nè, chốt em mã mù 200 nha. Chụp bên hông cái máy cho khách thấy cái máy. Sát 12. Đúng rồi. Rồi Hitachi nha má. Sát 12 em chốt cho cái này là 14.4 của anh nha. Ở bên hông cái cò nó bị lỗi nha má. Cái cò bóp mà cái này cái cò bạc nha má. Cái này chắc bị chế là hay gì nha. Rồi bán sát luôn nha. 108 nha, lên mã sát thổi 18 nha anh. Hitachi 14.4 của anh nha. Sát 12 rồi, sát 12. Cái này chốt em mã mù 12 nha, mù 12, công cụ. Cái này là bắn ghim, bắn ghim gì cũng hiệu mát nữa. Chảnh Kiều Quyết. Cái này em bán mù 200, mã mù 200 nha, mù 200. Điện 220 là không có nha. Phong pin đầy đủ phụ kiện thì em còn. Súng bắn đinh. Sát 12 qua mặt. Súng bắn đinh đó là mã mù 12 em nha. Mù 12 và mù 200. Chút mù giùm em đi. Tại em bắn mù nên mấy anh chút mù giùm em nha. Xíp vô lông pin nữa. Rồi Hitachi nha anh. Cái này là lưỡi là 82 nha. Rồi cái này công suất thì không thấy luôn em, không có nha. Nó bị thiếu cái đầu dặn nha. Rồi 350 nha. Lên mã bào 35 nha. Bên kia còn. Này có bên kiếm được nè. Đấy đằng kia đóng thừa tôi bán. Pin nè. 18 con nè. Đóng thừa tôi bán. Mù 200 trước anh Tu Lê. Mù 12 trước anh Nguyễn Văn Tú. Kéo cành em còn nha. Chảnh quá chuẩn. Bu lông pin chưa thấy nha. Mình lấy bộ nha. Mấy hẹm hết hả? Thùng đựng đồ nghề em còn thùng nhỏ thôi. Rồi để em lên bộ vít. Gì? Thùng lớn có luôn, bảo nó thùng lớn không? Kéo cái cành em còn kéo cái cành loại mới anh, được không? Hàng của Nhật luôn mà loại mới.
Rồi, con này hiệu Edman nha anh. 14.4 của anh chiên dít nha, hoạt động bình thường nha anh. Rồi, 700k nha anh, lên mã hộp 700 nha. Mù 200 qua mã anh lên kính. 700 nha anh. Mã hộp 700 nha. Máy thì em bao hoạt động pin sạc thì bắn màu điện 220 là không có hả? Phan bê tông pin. Cái này hoạt động 2 chiều như máy vít nha. Máy làm lửa pin không có. Cái này là 30W. Cái này là của Taiwan nha. Cái này em bán 140 mẫu vít 14. Hoạt động 2 chiều bình thường. Đây, em có cái thùng đựng đồ này nha. Siêu nặng nha. Thùng lớn nha mấy. Đây, nắp gài gọn thinh nha. Rồi thùng này em bán là 220 nha. Lên mã thùng 22 nha. Bào quá lắm ạ. Bầu bích sạc luôn. Rồi có 700. Thùng 700 với lại bào 35. Cái bích nó thì bích 14. Em có pin pin UV nha, 12V. Pin UV 12V. Cặp này em bán 120 thôi nha. Mã màu 12 nha. Màu 12. Hàng hợp bên em còn nhiều lắm, em theo dõi like em nha. Rồi em có cái cưa này nha, hiệu Hitachi nha mấy. Cái này lưỡi là 125 nha. Cái này 12V nha mấy, hoạt động bình thường nha, bị thiếu cái lưỡi nha. Vít 14 trước nhân viên bùi đất. Rồi, cái này em bán là 400k nha mấy, lên mở cưa 400 nha. Hợp 700 em chốt trên Thanh Quang Trương. Hitachi 12V nha mấy. Mù 12 em chốt trên Zop Hot. Hoạt động bình thường nha, bị thiếu cái lưỡi với ấy nha. Mù 12 em chốt trên Tuấn Cao. 400k nha. Mã cưa 400 à. Bích 14. Hộp 700. Bào 35 là sử dụng điện 110 hết nha. Hàng điện, hàng pin thì sử dụng điện 110 hết. Máy cắt pin em chưa có. Có pin Hitachi đứng 18 không? Rồi Makita nha anh. Cái này 9.6V nha, hoạt động bình thường. Một máy, một pin, một sạc nha. Bơm nước chạy xăng hết anh. Mấy cái thùng em bán là 500 nha anh, lên mã thùng 500 nha. Đều 18 không? Chốt đơn. Cơ pin Hitachi đó là 400 nha anh. Nó bị thiếu cái lưỡi nha, chứ cái con ốc nhận lưỡi nó thiếu à. Mã cưa 400 nha. Cưa 400 trước kinh Vinh Phan. Mua lông pin mấy anh theo dõi like này, không biết là còn hay không nữa. Máy mài rồi. Cái này là mua lông hơi đầu à. Thùng mua lông hơi 232 anh mở. Rồi thùng 22 em chốt trên Tùng Nguyên. Mã thùng 500 luôn. Thùng 500 em chốt trên Trung Lê. Rồi con nệm bán là 300k nha anh, lên mở dít 300 nha. À, cục sạc. Cục sạc 110. Hình như đồng hồ nó điểm còn một cái. À, mà cục sạc 110 mà hiểu gì mới được anh. Súng bắn đi. Súng bắn đinh còn. Cái này nó bị thiếu 3/8 nha, nó bị thiếu cái công tắc nè. Cưa xăng em còn. Cái này em bắn màu 200, mã màu 200 nha. Màu 200, cầu 3/8. Không. Sạc bót 12V. Máy mà em còn mua lông là chưa thấy. Rồi, National màu 200 chứ 5 vỏ. Cái này như là hút bụi gì nha anh.
động bình thường nha. Không biết là dưới này nó có bị thiếu cái gì không nha anh, thì không biết nha. Nhưng mà tác thì nó hoạt động nha anh. Rồi, 350 nha anh, lên mã đen 35 nha. Cái này hi 14. Sạc bót luôn mà, đục gỗ em hết rồi. Cái này là hi 14 nha. Hitachi 14 của anh Minh Đứng, em bán cục này 70 nha, mã mù 70. Máy móc chỉnh gỗ. Chào anh Nguyễn tới. Rồi cái này vít hơi, xem cưa xăng anh bảo ơi. Vít hơi, cái này em bán 180, mã mù 18. Cọc 30% số hàng mình chốt nha. Rồi Hitachi nha anh. Cái này lưỡi là 125 nha. Công suất là 620W nha anh, hoạt động bình thường nha. 240 nha anh, lên móc. Mã mài 24 nha. Thử máy xếp. Cái gì mà comment không có dấu là không biết đường đọc luôn. Không biết đường đọc. Ờ cây đó cây gì không biết nữa, hình như là cái gì đó không biết. Cái này là hiệu mát nha. Cái này bắn mù này 220, mã mù 22 nha, mù 22. Đồng hồ đó để em còn cái để em đem cho em bán. Cái cuối cùng luôn. Máy thổi to hả? Thổi to em hết rồi, em còn thổi nhỏ. Mù 22 em trước trên tình vũ. Cái này hiểu bot chứ anh, một chiều mà hai chức năng nha. Em cầm cái gì mà 24 à? Con này công suất là 24 trước trên bảo vỏ. 620W chứ anh, hoạt động bình thường. Có hai bộ nữa hết. Nó bị thiếu cái nắp chụp đầu thôi nha anh. Rồi. 450 nha anh, lên mã thiếu 45 nha. Nó chỉ thiếu cái nắp chụp thôi nha. Giờ có cái nắp chụp rồi gắn vô là xài được nữa. Trời em biết nha. Em biết cái này là cái gì luôn á. NBK này bán nhiêu trời, cái này em bán mù luôn, nhiêu mà em không bán mù nhiêu à, cái này em bán 200 nha, mã mù 200 nha, mù 200 gì, mù 200 nha, mù hết, tôi thổi 24, mà 24. Mù 200 em chốt cho anh Hunter. Mày hay tên qua mẹ. Đánh mày đây làm gì. Đồng hồ nó điện còn để em lên. Mài này hiểu là gì, kim mát vậy mà. Còn nó điện còn anh. Công suất còn là 550W nha, vỏ nhựa nha anh. Cái này ngoại hình mới nha. Rồi 200k nha anh, lên mã mài 200. Hồi nay anh nào hỏi bu lông bình đây. Bu lông bình 12V. Cái này là đầu 1/2. Em bán cái này 220 nha, mã mù 22 nha. Mù 22, cái này là bình 12V đó, mù 22. Máy mài nào còn xài được. Còn xài được em mới lên đó. Rồi, cưa xích điện 220 em có hả? Bộ nó là dày nha. Bộ này em bán 200 nha, mã đồng hồ 200. Đồng hồ 200 nha, còn bộ cuối cùng mà. Lắc tay không có nha. Mù 22 em trước kinh cường Phan. Súng bắn bê tông em hết hả? Đồng rồi. Rồi Makita nha mà. Cái này công suất là 680W nha, lưỡi là 125 nha anh, hoạt động bình thường nha. Rồi 320 nha anh, lên mã cắt gạch 32 nha. 3 chức năng cắt gạch 32 em còn có cái đồng hồ cuối cùng mà 200 em chốt cho anh Phạm Tuấn Anh.
đồng hồ em còn có một cái cuối cùng mà để bữa nào em đặt hàng thì em bán nữa. Hẹn với anh vài bữa nữa em chốt đồng hồ, bây giờ là hiện tại hết rồi, không có còn nữa. Rồi, National nhưng mà 12V nhưng mà hoạt động bình thường nhé. Cái này một máy, một pin, một sạc nha. Rồi thùng này em bán là 600k nhé anh. Lên mã thùng 600 nha. Thùng 6. Dạ, thùng nụ này. Mù 22 qua mã, đồng hồ qua mã nha. Motor rửa xe hết. Đồng hồ 200, vài bữa năm đem về em bán nữa nhưng mà anh hết rồi. Bữa năm đem gì nhiều lắm nhưng mà bán hết rồi. Không có còn. Cần nén lò hả? Cần lò không? Rồi không, con này thì Simco nha anh. Công suất 140W nè. Hoạt động bình thường nha. Rồi 200k nha anh. Lên mã nhám 200 nha. Bảo thử cái này. Cưa đĩa có con nào nhỏ nhất nè. Đồng hồ chốt trên Tình Vũ nha anh. Rồi vài bữa nó về nữa rồi. Dạ bữa năm về hàng nữa. Rồi Hitachi nha anh. Cái này công suất là 720W nha, hoạt động bình thường nha. 200k luôn nha anh. Lên má mài 200 nha. Bên lưu ý là bên em cọc chuyển khoản mới đi đơn nha. Trên mỗi cái đơn hàng mình chốt đều có số tài khoản của shop nha anh. Bên lưu ý là nếu như mà ai gọi điện là chốt đơn hoặc là các bạn Zalo, cái đó là giả mạo nha. Em không có các bạn Zalo, em chỉ nhắn tin qua lại với anh đó là qua tin nhắn Messenger thôi. Đồng hồ vài ngày nó về nha. Đồng hồ của Nhật là không có à. Ôi, cái này hoạt động 2 chiều bình thường nha, nhưng mà nó bị tập than hay gì. Cái này bán lỗi nha, 150 nha, mã lỗi 15 nha. Mã lỗi 15 nhám 200 anh Bảo. Nhám 200 chứ trên Trần Ngọc. Mấy hàng hết rồi anh. Dẹp lại. Máy đi 18 chưa có. Lỗi 15 chứ nhưng góc dân. Mua Long Bình em. Hồi nãy có một con nhưng mà khách chốt không biết là còn nữa không. Cái này là Hitachi nha anh, lưỡi là 165 nha. Đồng hồ đó, đồng hồ của Nhật đó anh. Đồng hồ của... Cái này là 14.4V nha anh. Của Taiwan. Hoạt động bình thường nha. Mình thiếu cái lưỡi nha anh. Cái này là 14.4V miên trọt nha anh. Rồi cái cưa này em bán là 550 nha anh. Lên mã cưa 55 nha. Dám qua mẹ. 14.4V nha, hoạt động bình thường nhưng mà hình còn mới nha. Mã cưa 55 ạ. À. Máy rửa xe em còn máy nãy em bán anh test nó hoạt động nhưng mà em bán 200. Mà 200 em chốt trên Danh Nông. Em test nó hoạt động nhưng mà em bán vẫn bán mù nha, bán mù con máy rửa xe đó 700. Rồi em có một cặp pin GUB nha. Đổi 15 qua mã cưa 55 em chốt trên Vô Nghiệp. Điện 110V nha. Trời, cặp em bán 120 mã mù 12 nha, GUB 12V mã mù 12. 320 nha anh, cắt gạch đó là 320 nha. Nhưng mà cắt gạch 32 nha. Anh hỏi là điện bao nhiêu? Anh hỏi là điện bao nhiêu? Cắt gạch điện. Mẹ ơi, điện dục tuốt luôn này. Mã mù 12 giùm em nha, mù 12. Mày khuôn hả? Mày khuôn là mày do hết đâu. Mù 12 em chứ kinh cường Phan. Anh Tuấn Cao để em chốt lên cọc rồi đó, thì anh chốt thêm nữa không. Mù 12 em chứ kinh Bắc Giang. Đây nha, em có con mày khuôn hiệu Boss nha mà. Cái này em bị đứt dây nha, nó mắc luôn cái cò này, cái công tắc nha. Mày bên chưa có lên lên điện bình thường nha mà. Rồi, cái này em bán là 150 nha mà. Cưa kiếm em có. Lên mã mù sát 15 nha. Anh lấy thêm hả? Rồi mù 12 em chốt cho anh Tuấn Cao luôn. Vậy là anh lấy 2 cặp. Cưa đĩa 165 có hả? Rồi cái phan này hoạt động 2 chiều với hiệu GUB 70W bán 150 nha, mã đỏ 15. Pin Bana 12V hả? Bana là National không đâu. Em hình như có pin National. Đúng phải không?
Kosuku nhé mà. Cái này công suất là 250W nha, hoạt động bình thường nhé mà. Ý 480W nhé mà. 200k nha, lên mã mài 200 nhé mà. Đỏ 15 em chốt cho anh Hùng Vũ. Màu 15 là gì? Đó. Màu 15 là gì? Màu 15 em chốt cho anh Đăng Minh. Trong đó xem giùm em nha. Rồi, GUB nha anh. Cái này lưỡi là 300 nha, công suất là 1150W nha anh. Hoạt động bình thường nha. Nó bị thiếu cái nắp nhớt nha anh. Đúng không? Cái này nó hơi bị nứt nha nhưng không sao nha. Đây. Rồi, 350 nha anh. Lên mã qua mã em còn mấy phân 2 chiều nữa. Lên mã lỗi 35 nha anh. Vua Long Bình là hiện tại là chưa có thấy. Đây. Cái này nó là hiệu GUB, nó là 1400W. Cái này là em test nó còn hoạt động. Nhưng mà cái này em vẫn bán màu 700 nha. Mã màu chốt nha, mã màu vàng 700. Rồi không pin em còn nha. Màu vàng 700, mã 200 đó không? Mã 200 chốt cho anh Trương Duy Ngô. Khoan bê tông pin đi. Máy rửa xe mới lên anh. Nhận số điện thoại anh Trương Duy Ngô. Hitachi nha anh, cái này công suất là 720W nha. Cái này cốt lớn nha anh, lưỡi là 125 nha. Nó bị mắc chổi than nha anh. Màu 700 chứ anh Nguyễn Văn Tú. Cứng tốt luôn nha. Robot hấp bụi là 1 đến 2 ngày đi giờ nha. 130 nha anh, lên mã sát 13 nha. Cưa đĩa nhỏ hả anh Đức Phạm, cưa đĩa nhỏ là tầm 145 được không? 40 45 hay sao? Mấy ngầu hả? Robot hấp bụi vài ngày đến giờ nha mấy ông. Không quả ăn còn khen mà. Không có gì cũng khen. Không có ngon thiệt. Gì cũng nói gì? Nói quà có nhà không bán quà. Rồi ghi uy nha mấy anh. Cái này lưỡi là 140 nha. Công suất là 550W nha anh. Hoạt động bình thường nha. Rồi 200k nha anh, lên mã cưa 200 nha. Lỗi 35 là gì? Lỗi hay cưa? Lỗi 35 chứ cho Nguyễn Thuận cưa 35. Trời mài 13. Sát mài nha anh. Cưa lưỡi một tấc là không có à. Cái này là sát nha anh. Sát 13. Nó bị cứng cốt nha. Cái này là cốt lớn nha. Một lưỡi 125 nha. Nó bị mắc nắp trở than. Cứng cốt nha. Cái bán sát nha, 130 nha. Cái này Hitachi vỏ nhựa nha, mắc than nó bán sát 130, mã sát 13. Cái này là sạc Makita, sạc từ 72 đến 18V nó bán. Bán mù con này như quên đó. 130 nha, mã mù sạc 13 nha, mù sạc 13 con này, mù mã sát 13. Rồi nào hỏi kéo cắt cầm. Kéo cắt cầm hiệu Kabushi nha. Cái này là hàng Nhật. Em bán cây kéo này 160, mã kéo 16. Cưa 200. Cưa 200 em chốt cho anh Phạm Thành Sơn. Sát mài 13 em chốt cho anh Minh Tâm. Cái này là mù sạc nha, mù sạc 13, cái đó sạc tới 18 không đi đứng. Xin đây qua nhé anh. Cái các phải anh em hết rồi. Công suất là 650W nha. 116 nha. Cái này lưỡi 160 nha anh. Em có kéo 16 đó, có mã màu 16 anh. Kéo cái gì? Kéo 16 chứ cho anh Huỳnh Xuân Chi. Hoạt động bình thường nha anh. Rồi. 270 nha. Lên mở cưa 27 nha anh. Cưa 27 nha. Bu lông hơi đẹp. Màu sạc 13 chứ trên Cường Quốc. Người quen anh hả, không thấy ai chưa? Pin kèm sạc. Dạ đúng rồi, toàn điện 110V nha. Mài kìm. Kìm cam hả, kìm cam là kìm
kìm cam này kìm chết đúng không? Cái gì mà đấy? Đây lấy gì mà đây? Đơn của anh đi chưa? Ờ, nặng nhí, đơn của anh đi rồi. Đơn của anh đi hôm nay. Rồi Hitachi nha anh, cái này là đầu 6.5mm nha, khoan 1 chiều nha, hoạt động bình thường nha. 130 nha, trên máy khoan 13 nha anh. Anh chị Nguyên, cái đó là còn, cái đó là cái đó giống như là có số lượng nhám 200 anh mặt, nhám 200 qua mã kéo 16 chú Kinh Dương tiến bộ và hai đá em còn, máy khoan em còn, cưa 27 đúng không? Cưa 27 chú Kinh Thanh Phạm, con này thiếu hoạt động nha mấy anh, mà nó bị hết sạc 18 hết. Dạ, đang chào anh Đồng Dân hả? Đây, hiệu gì? Máy Ruto hả? Máy cắt đàn còn. Cái này hiệu gì? Tana, đây, Naka gì nha má. Kéo không còn kéo này thôi. Lưỡi là 300 nha. Rồi, con này em bán là 2 triệu nha má. Lên mã xích 2 ngàn nha. Xích 2 ngàn nha. Khoan 13 bao nhiêu quá? Mắc cái lượng rồi. Cái này mắc cái thông số này mà. Cô 27. Chợ em có kéo cắt trà nha, cũng chung hiệu với lại kéo cầm luôn, hiệu Kabushi nha, cái này là hàng siêu thị hồi 1 nha. Nói chung em bán cái kéo này 130 mà kéo 13. Cái nào còn công sức thì em đọc, còn không có công sức em mù đọc. Em mù đọc, lên mua lông đi. Mua lông 18. Chợ em có cục pin Makita 14V. Lên đồ pin chút. Pin kèm sạc có luôn. Cái này là hiệu Makita 14V 3 mắng mù nha, 100 mã mù 100. Chào chú thầy giáo. Máy tuổi xới là máy gì? Khoan 13 em chốt cho anh Hồ Văn đỏ đỏ. Khoan pin Hilti. Máy phát điện em hết. Rồi. Con này hiểu gì không biết, nhưng mắt hiểu hết trơn nha anh. Khoan 13 đó nè. Vỏ nhựa nha. 200k nha, lên má mày 200 nha. Điện 110V anh. Kéo 13 em chốt cho anh Quỳnh Nguyễn. Khoan 13 có đường tốc không anh? Không anh ơi. Em còn nữa nha. Rồi, Sman nha anh, 12V chiên dít nha. Ngoại hình nó hơi cũ nha anh, hoạt động bình thường nha, 270 nha anh. Lên mã đeo bắt mũi không có. Mã dít 27 nha. Chào anh Toàn. Mã 200 chốt cho anh Nguyễn Tâm. Chào anh Thanh Tăng Trần. Em nhận số điện thoại anh Quỳnh Nguyễn. Chốt cho anh cái máy mài, nên đúng mã nên hạ, không có chốt mã xéo nha, chốt mã ngay thôi. Đúng mã mới chốt nha. Cái này nhớ mà rồi, National nha anh, 12V nha. Cái này là lưỡi là 125 nha anh, hoạt động bình thường nha. Rồi, 450 nha anh, lên mã cưa 45 nha. Cưa 45 nha anh. Tăng pin em còn. Mã cưa 45 vít 27. 27 có. Vít 27 em chốt cho anh Khải Đồng. Mài 200. Ôi trời, mài 200 qua mã. Mày. Anh Thanh Tăng Trần ngày nay chị em mới làm đơn cho anh đi hay gì đó anh. Phan Từ không có anh. Không có. Anh chốt mã máy mài mà anh nấu anh comment thành má mày. Bên mà lắp thiết cơ 14 của anh có. Súng máy đen là chưa. Rồi. Đèn mắt mũi không có à. Cái này là 12V nha anh. Dạ không được, nó cứ xăng đó 2 triệu mới được. Để mắt kim là Taiwan nha.
Dạ em nhận xin thỉnh hồ vân đỏ đỏ. Hoạt động bình thường nha anh. 270 nha anh, lên mã dính 27. Cắt thỏ hết rồi anh. Cưa. Cưa lóc Nhật bé bao nhiêu? Cưa lóc Nhật có nha, khoan 27. Vít 27 rồi mà. Vít hay là khoan? Vít 27 em trước cho Nguyễn Văn Nam. Rồi Makita nha anh. Cái này công suất là 620W nha. Khoan 2 chiều mà 2 chức năng nha. Cho anh kẻ đến sau. Anh test không chạy bán sát nha. Vít đóng hết rồi nha anh. Dạ cái đó là không có sạc, chỉ có thân máy. 280 nha anh, lên mã sát khoan 28 nha. Rồi con này công suất là 800W nha anh, lưỡi là 300 nha. Ngoại hình còn mới nha. 628 rồi. Sắp 28 chứ trên Bắc Giang máy cắt sắt. Rồi, 450 nha anh. Kích cam mã xích 45 nha. Giờ cho bích này hiệu và nó kích cơ nha. Như là cái cốt nó không còn qua. Cứng cốt không? Cưa mấy cưa mới cắt cò, cái này là cái này như là 3.6 vòn á. Em bắn sát con này ngang 120, mã sát 12 nha, sát 12. Sát qua 28 qua mã rồi. Có bánh xe của Nhật. 4 bánh em bán 180 nha. 180 mã. Mã 180 nha, 180. Sát 12 chốt cho anh Hunter. Rồi, mã 180 nha, mình 12 quên chiên chích nha. Lên cây đục bê tông đúng không? Kẻ đánh xe nó bị bởi bên nó cao chiều nha. Đặt mua. Với em test nó chạy nó bị khua nha. Rồi em bán sát luôn. Đặt nha. Mua bình thường, comment mua bình thường nha. 200k nha, lên mã sát 200 nha. Mã sát 200 à. Xích 45 à. Xích 45 trước trên Nam Hoàng. 300k máy cưa. Có cưa nào 300 không? Anh Hòa đi ấy, anh Hòa đi ghe. Vít boss thôi, vít boss pin nhỏ là chưa có nha. Vít cam khách chốt và điện máy Thanh Hải rồi còn nữa. 180 chứ kim trung chẳng. Còn nữa nha anh. Rồi. Bánh xe đó còn chưa nữa. Nha anh. Cái này là đầu 65mm nha. Khoan một chiều như nha anh. 120 nha. Lên mã khoan 12 nha anh. Sát 200 chứ kim nhân nguyên. Anh lưu ý nha, bên em là không có gọi điện trực tiếp chốt đơn cho nên mấy anh chỉ theo dõi tin nhắn Messenger rồi mấy anh trả lời giúp em thôi nha. Dạ đúng rồi, chuyển cọc chuyển khoản mới đi đơn cho mình nha. 120 bảy gì? 312 anh chứ Nguyễn Văn Tú. Rồi Makita mình công suất là 650W nha. Lưỡi là 160 nha anh. Đây, hình mới nha. Cái này em bán là 280 nha anh, lên mã cưa 28 nha. Khoan 12 qua mã. Em có hai cái mỏ lớp nè. Nó bị gỉ xét rồi tép không có được. Em bán cặp này 80 nha, mã lỗi 80 nha, lỗi 80. Ủa, đâu mà giữ. Cưa đĩa xe pin chưa có nha. Cưa đĩa xe pin mới lên đó. Bà chùm nào nữa tàn. 180 chứ cái Nguyễn Thuận. Cưa đĩa xe pin là cái cưa này nè. Cưa 28. Cưa 28 chứ trên Hoàng Nguyên. Cưa đĩa xe pin. Cọc 30% số hàng mình chốt nha. Đây anh nào kiếm cưa đĩa xe pin đây. National nha. 12V.
sao mà hai cái chốt à? Cái này hoạt động bình thường nha, cái này em bán là 450 nha, lên mở cưa 45 nha. Tôi đã còn cưa 28 qua mã à. Bích mini nhớ đâu còn nhanh đây. Rồi Hitachi 12V chim vít nha, hoạt động bình thường nha. Cái này một pin, một máy hai pin một sạc nha. Ngoại hình cái máy theo cũ nha anh. Rồi 650 nha anh. Lên mã hộp 65 nha. Mở lớp là nó chỉ lớp thôi, không có đi được cho nên không có được test. Mở lớp thì test giờ. Pin Master Makita hả? Pin Makita trên bàn đó là 14V, em bán mù 100, mở mù 100. Bù lông không chổi than mà sạc còn sạc. Rồi Hitachi nha anh. Cái này là công suất là 120W nha. Cứ gỗ nhỏ nhất lên thấy tầm 140, đầu là 10mm nha anh, chuyên dít nha. Rồi 250 nha anh, lên mở dít 25 nha, dít điện nha anh. Bù lông hơi chưa có nữa. Má, robot hút bụi vài ngày nữa về. Vài ngày nữa về nha anh. Anh đang đặt hàng rồi. Máy tỉa cây, máy tỉa cành anh còn. Máy hàng hết nha. Ờ, đục hồi nãy em bán chưa thấy nữa. Cái này dao này hiệu Seiki dao băng nha. Cái này tầm bản 700g nha, bán 350 nha. 350 mã dao 35. Rồi con này hiệu Toshiba nha anh. Công suất là 590W nha, hoạt động bình thường nha anh. 200k nha anh, lên mã mài 200 nha. Dao 35 chút cho bé mà. Cái này là pin. Ô. Lên cứ kiếm mấy trà mọc luôn. Rồi cái này là pin Makita 12V nên bán 60, mã mù 60. Rồi, cái này 12V chuyên dít nha anh. Bị cứng cốt nha. 180 nha anh, lên mã sát 18 nha. 12V nha. Nhiều khi mình chốt sao anh, mẹ cho em chốt anh Nguyễn Hải Bình. Cưa 300 màu vàng chốt chưa? Cưa 300 màu vàng chốt rồi. Màu 60 em chốt cho anh Tùng Quỳnh. Rồi, VOV nhé anh, 12V chuyên dít. Được rồi. Hoạt động bình thường. Màu 60 em chốt cho anh Phạm Hùng. Thân bót có. Nhưng mà mình chưa thấy. Một máy hai pin một sạc nha, ngoại hình còn mới nha anh. Đây. Rồi, 750 nha anh. Lên mã thùng 75 nha. Chạy điện 110V. Thùng 75 nha anh. Máy móc cảnh đợi lâu quá. Dao 35 em chốt cho anh Minh Tuấn. Kéo 13 em chốt cho anh Hoài Lương. Bu lông pin nãy giờ là chưa thấy. Mã thùng 75 hả? Thùng 75 đúng không? Thùng 75 chốt cho anh Hà Lương. Ba chức năng hiệu Boss hay chưa có à? Kéo 13. Dao 35 mù 60 này em vẫn còn nha. Cái này pin Makita 14 bán 100, mã mù 100. Mày
công bên marketing bên bộ còn 100 chiếc trên hoàng công nguyên bên Hitachi có giao 35 chiếc trên mã đó thành công. Rồi CDS nha, 12V nha. Cái này test không chạy bán sát luôn nha anh. 180 nha, lên mã sát 18 nha anh. 180 mã sát 18 à. Máy cắt tay đúng không? Cắt tay thì chưa có. Cắt tay thì có. Có không? Đây là cái gì? Này bên chưa có, anh Ti Văn ơi, Ti Văn. Rồi, thi ta chi nhé anh, 12 bên chiến nhất nha. 3 năm 4. Hoạt động thường nhé anh. Cái này một máy, hai pin, một sạc nha. 700k nhé anh. Lên mã hộp 700 nha. Hộp 700. Máy tỉa cành. Máy tỉa cành tròn. Laser chưa có. Hộp 700. Hộp 700 chiếc kim dương 3 zin. Pin Makita không dùng. Rồi, National nha anh. Không có thứ tập hãng mà cái này là 14.4V nha. Pin Hitachi là pin cắt tì nha anh. Cái này National 14.4V nha. Hoạt động bình thường nha anh. Rồi. 400k nha anh. Lên mã cắt tì 400 nha. Cái này là chỉ có thăng máy thôi nha anh. Không có vỏ pin nha. Cắt tì 400 à. Cái tất cả đồ pin bên em là pin với sạc là đều bắn mù hết nha, cho dù nó còn hoạt động em vẫn bắn mù, tại vì hàng tải để lâu quá nó không có còn cầm á, cho nên mấy anh cứ về đóng lại và sử dụng nha. Lên phân pin rồi để em lên xen kẽ đi bên đây. Hộp 700 đó. Máy cắt gạch em có. Cái này nó bị bẫy chỗ nắp này em anh. Cái này là hiệu Makita, lưỡi 82. 480W bán 350 nha mã. Mã bào 35 nha, bào 35. Mua thì cứ comment mua bình thường nha. Mua chốt bình thường, ví dụ em lên mã bào 35 thì em bấm bào 35 thôi. Bào 35 trước trên Nguyễn Văn Tú. Rồi, CDS nha anh, 14.4V nha. Mà người ta 18 có nè. Cái này em test không chạy, em bắn sát nha anh. Không pin em còn. Một máy, một pin, một sạc nha. Rồi, 350 nha anh, lên mã sát 35 nha. Sát 35 nha anh, 350 nha. Em có cục pin Makita 18V 4A luôn. Nhưng mà cái chân pin nó bị cái gì á. Nè, cái pin chóc nha. Pin Hitachi 18 có luôn. Nó bị chóc hay gì nè, em bán cục này, bán lỗi cục này 170 mà lỗi 17. Mà mù lỗi 17 đi, mù lỗi 17. Bào 35 qua mã, cái này là 18V 6A nha, em bán cục này 220 mã mù 22 nha, mù 22. Sát 35 đi nha. Sát 35 em trước kinh nhân thiên. Bào 35 qua mã mấy bà không còn nữa. Makita nha anh, cái này lưỡi 165 nha. Công suất là 1140W nha anh. Test nó bị khua rồi nha anh. Cái này em bắn sát luôn đi nha anh. 200k nha, lên mã sát cưa 200 nha anh. Anh bảo lên cái cưa dĩa nào mà là nhỏ nhất. Bầu điện em còn nha, ổ cắm có luôn. Sát cưa 200. Mã sát cưa 200 à. Để cây cảnh. Rồi Hitachi nha anh, lưỡi là 82 nha. Công suất thì nó không có để nha anh. Hoạt động bình thường nha. Cái chỗ này nó bị mất cái nắp dặn nha anh. Rồi. 370 nha anh, lên mã bào 37 nha. Lên cái cây cưa đĩa nào mà lưỡi nhỏ nhất. Khoan bê tông. Cưa đĩa lưỡi nhỏ nhất anh mà. Ừ, 140 á. Thank you.
này hiệu Makita nha. Bào 37 em chúc cho Nguyễn Đức cưa 200 nữa hả? Cưa 200. Gì? Cưa 200 qua mã. Rồi cái này là hiệu Makita 320W nha. Nội có nói là 300. Em bán cây này 170 nha, mã tỉa cành 17 nha, tỉa cành 17. Viên ngang xuất hiện rồi kìa, xuất hiện lâu rồi. Thấy ông lâu rồi. Tỉa cành 17 chút trên Kiều Dũng. Xài điện 110V nha. Rồi thì 18 rồi. Rồi UV nha anh, công suất là 550W nha, lưỡi là 140 nha anh. 200k nha. Lên mã cưa 200 nha anh. Sạc UV chưa có nên Nguyễn Bình ơi. Con này công suất là 100W nha anh. Hoạt động bình thường nha. Cái này là 140 nha anh. Lên mã xanh 14 nha. Mấy chà. Rồi GUI nha anh, công suất là 220W cho hoạt động bình thường nha anh. 200k nha, lên mã lộng 200 nha anh. Cưa 200 đúng không? Đấm thầu lao luôn. Cưa 200 chú Kinh Đức Phạm. Để cành loại nhỏ hả? 114 là gì vậy? Xanh 14 chú Kinh Phong chào. Rồi. Rồi cái này là pin Hi 18 nè. Nó bị bởi ở đây nha. Em bán cái này bán sát con này 120, mã sát 12 nha. Sát 12. Cái này là 5A luôn. Sát 12. Ôi, cái dao này lưỡi con đẹp. Kéo bóm thôi, kéo bóm em còn luôn. Sát 12 chút cho anh Hunter. Chào Vi Ngang chơi cho mất cục pin đi anh Tòng. Con này chiên dít nha anh, 24V luôn nha. Cái này là hàng Trung Quốc nhập kia nha anh. Hoạt động bình thường nha. Rồi cái dít này em bán là 350 nha anh, nên mã dít 35 nha, 24V nha anh. Tỉa cành 14 qua mã anh Tòng nữa nha. Cái này là mũi tiện hay gì nè, đúng không ta? Bấm nhân quà nó như mũi tiện hay gì, phải không? 4 mũi này em bán 120 nha, mã bộ 12 nha, bộ 12. Rồi, con này hiệu Realme nha anh. Công suất là 4 35 hả? Công suất là 40W nha anh. 35 em chúc anh Thanh Thanh. Hoạt động bình thường nha. Rồi, 140 luôn nha anh. Bộ 12 lên, em chúc anh Nguyễn Lợi. Lên mã vàng 14 luôn nha anh. Vàng 14. Chuyển tiền rồi ngày mai em sẽ đi đơn cho mình nha. Miền Nam là tầm 1 đến 2 ngày, miền Bắc, miền Trung là tầm 3 đến 4 ngày, miền Bắc là từ 1 tuần đảo lại nên em sẽ nhận được hàng. Em chỉ nói trừ hao thôi nha. Rồi, con này là 12W nha anh. Chiên dít nha. Nó bị cứng cốt rồi nha, bán sát nha anh. 200k nha. Lên mã sát 200. Bán khỏi em hết rồi. Phan Bót còn. Cái này là pin Hitachi 18V. Miền Nam hả? Em miền Nam là tầm 2 đến 3 ngày mình nhận được nha.
Rồi cái này Hitachi 18V 5A siêu mới luôn. Em bán 240 nha. 240 mở mù 24. Anh đảo mình cắt trắng rồi ngày tới. Gì? Gì? 224 mở mù 24. Gì? Rồi. 140 giùm anh lên mã sát 14 nha. Mù 24 chứ cho Nguyễn Huy Thủy. Không nói gì không bảo. Đưa tay hết à. Dao đẹp còn. Mũi tiện hết rồi nha, em còn rồi. Em có một bộ một à. National với anh 12V chiên dít. Cách không chạy bán sát luôn anh. 200k nha, lên mã sát dít 200 nha anh. 140 cái gì? 140. Chỉ canh 14 chứ canh Huỳnh Xuân Chi. Máy tăng. Dao dài. Cái gì cũng có mà anh ơi. Rồi đợi tí xíu nha. Rồi dao dài này có chuyện luôn nha, lưỡi nó còn đẹp. Dao hàng xách tay từ Nhật 7 cây 3 triệu. Pinbana 14.4 của anh Bảo ơi. Cái dao này em bán 170 nha, mã dao 17 nha, dao 17. Rồi cái dao này nữa. Dao này lưỡi nó còn đẹp lắm nha. Máy chạy được không? Dạ hoạt động bình thường anh. Sắp ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha. Cái dao này em bán 130, mã dao 13 nha, dao 13 đục vỏ em hết rồi. Dao 17 và dao 13, cái dao mới lên là 13 nha. Cái nào cũng cái lưỡi nó còn đẹp hết. Rồi cây kéo. Cái kéo này em bán 40 thôi nha, mà kéo 40. Dao 13 em chốt trên Nguyễn Đức. Cái gì? Bana. Bana. Bana 14. Kéo 40 em chốt trên Thành Borrego. Ấy quên con ơi, lộn rồi tôi. Rồi Hitachi nha anh, 12V nha, hoạt động bình thường nha anh. 280 nha, lên mã phang 28 nha anh. Pin chọt và lắp tester 14.4. Em còn cái dao 10 mấy nào quên, 17 18 nha. Rồi con này công suất là 400W nha anh. Cái này để là hàng Trung Quốc xuất nhập nha. Phang 2 chiều mà 2 chức năng, có điều tốc luôn nha. Rồi 240 nha anh, lên mã phang 24 nha. Dao 17 em chốt trên vỏ Ngô Minh. Pin Bana, nên bảo Pin Bana 14. Còn không? Trời, Pin Bana hết rồi nên Nguyễn Huy Thủy ơi. Kéo này nó bị mẻ lưỡi miếng nha. Kéo này bán 30 thì nhà mà lỗi 30 luôn. Dao 13 qua mã. Rút thôi. Cười cái coi. Ôi trời, tôi tính tôi cười hoài, ông nói tôi bị tâm thần sao. Quét nhà tự động vài ngày nó giờ nha. Edman nha anh, 12V chiên dít nha. Hoạt động bình thường nha anh, ngoại hình còn mới nha. Lỗi 30 chiếc chân thành Bolero. Rồi 300k nha anh. Lên mở tím 300 nha. Khoan 24 anh mà. Khoan 24 chiếc chân Khải Đồng. Khoan 28 chú Kinh Hà Đại Dương. Thích rồi. Em có vô bích hơi nha, em bán 250 mã mù 25 nha. Mù 25 má này còn không bảo. Mù 25. Sợ em có cây kìm nha, mà cây kìm này bán 50 nha. Mã kìm 50 nha. Kìm 50. Quên chưa. Khoan.
Hàng bên em là dời liên tục, giúp anh theo dõi like giùm em nha. Chuyện 220 là không có. Hàng shop em là dời liên tục. Rồi. Con này là Vu Long là chưa thấy. Con này là hàng Trung Quốc xuất nhập nha anh. Cái này là 18 của anh chiên dít nha. Mắc cái cò nha anh. Cái test không chạy nha, bán xác nha. 220 nha anh, lên mã xác 22 nha. Em có cái dao nha, lưỡi còn đẹp. Em bán 120, mã dao 12 nha. Dao 12, cho anh Văn Trải. Dao 12. Kèm 50, chú Kinh Võ Ngô Minh. Sát 22 nữa nào. Sát 22, chú Kinh Nhân Thiên. Makita nha anh, 9,6 won nha, hoạt động bình thường nha anh. 220 nha, lên lên mở phan 22 nha. Phan 22. Ờ, người ta hứa cho em vài ngày nữa có anh, nhưng mà không biết ngày nào. Nếu như mà có là ngày đó em sẽ đăng lên cho mình nha. Đăng lên cho mọi người thấy. Hộp bích bắn sóng giá để nhìn. Hộp Makita bắn bích sóng giá. Giao 12 chú Kinh Phú Quỷ. Hitachi nha anh, 12 won chiên dít nha. Đây, ngoại hình đó đây. Sumo nha. Một máy, hai pin, một sạc nha anh. 750 nha. Lên mã bộ 75 nha anh. Bộ 75 nha. Anh Hòa đi ghe với anh Bảo, xong anh Hòa ghé cái bến nhà của em rồi bờ để anh Bảo lên bờ, anh Hòa đi xuống ghe một mình. Ờ, máy của anh chốt phải là máy cà nhám nên cái máy của anh chốt là cái máy gì quên rồi ta. Cắt cành á. Hỏi cái này hả Cương? Cái này phải không? Cương 75 à. Cái này khoan 2 chiều có được tốc hoạt động bình thường nha, hiệu Fman 70W này, bán 150 nha, mã vàng 15 nha. Vàng 15 Hồng 75 trước cho người Đức. Makita nha, mình 12 won chiên dít nha. Tết không chạy, bán sát nha. Kìm điện. Kìm chết em loại tôi, còn loại kìm chết mới 200k nha, lên mã sát 200 nha. Máy bộ tự động vài ngày nữa về nha anh. Vài ngày nữa về. Trời, anh có cái dao màu hồng 5 tính nha. Nó có cái lưỡi, có cái răng cưa gì nè. Em bán cây dao này 50 nha, mã hồng 50 nha. Hồng 50, lưỡi nó còn đẹp lắm, tại nó bị rỉn sét tí nha. Hồng 50. Rụt chạy bờ eo. Bộ 75 qua mã. Bộ 75, em bán nguyên một bộ, không bán thân máy không nha. Rồi, 12 won chiên dít nha anh. Cái này là hàng Trung Quốc xuất nhập nha. Bây giờ anh không chờ. Hoạt động bình thường nha anh, một máy, một pin, một sạc nha. Rồi thùng này em bán là 550 nha anh. Lên mã thùng 55 nha. Sát 200 chiếc kênh Vinh Henneken. Và 15 chiếc kênh Văn Tón. Ơ xin lỗi, Việt Tón. Anh vận tải Hồng Trần hả? Anh coi trong cái đơn anh, nếu như mà cái đơn mình là có để là em có để chụp cái bill gửi qua để đi rồi nha. Anh lưu ý là bên em là cọc chuyển khoản mới đi đơn nha, anh không có ship code nè. Máy cắt không, máy cắt còn. Rồi em nhận số điện thoại. Anh một thăng vít Hitachi 12V. Rồi đồ pin em sẽ lên từ từ, nhưng anh còn nhiều lắm à. Có fan pin 14-18 full không? Full hộp. Xài pin máy đánh bóng. Kìm chết. Kìm chết để em ngồi thùng kìm chết để đâu rồi. Rồi. Con này là National nha anh. 12V. Đầu 13 mili luôn nha anh.
test không kệ bán xác nha. 200k nha anh, lên mã xác 200 luôn nha anh. Chết có nguyên phòng lên đó. Thì chết giờ không biết nữa đâu. Khoan pin 18 thì chưa thấy nữa nè. Ông bảo ông giấu hay. Đi con bảo đi ông lên đi. Dao đẹp còn dao mới nữa không? Hộp 75 đó anh Bảo. Hộp 55 nha, mã 75 qua mã. Có cái cuốc nha, em bán cái cuốc này 70 nha, mã cuốc 70 nha. Cuốc 70. Máy cắt. Máy cắt là mấy cái cưa đúng không anh? Cưa lưỡi 180 là em có, mấy hàng em hết. Máy mài Makita còn. Rồi em có cục pin đây thì nồ nha, 12V. Cục này em bán 70 nha, mã mù 70 à. Mù 70, cục này còn mới lắm nha. Mù 70. Mưa nữa. Có hàng hết rồi. Rồi, Panasonic với anh 14.4V nha. Pin Makita đó bán màu 200, 18V. Mấy các bàn lớn không còn. Rồi, cái này em bán là 600k nha anh, lên mã phan 600 nha. Chỉ có thăng máy thôi mấy anh. Máy hoạt động bình thường nha, 600k nha, lên mã màu 70 chứ kinh cường phan. Mấy cắt tay em còn. Lưỡi cắt là hết nha anh. Mấy cắt em còn lưỡi cắt hết. Ờ, cắt cỏ xăng là chưa về nữa. Máy trà còn nha. Đúng rồi. Mù 70 em chốt cho anh điện nước Quỳnh Long. Dán ra đó chụp hình cho nó mua cuồng bay chứ. Cuốc 70 em chốt cho anh Phương Hoàng. Máy gì trên bàn này. Panasonic nha anh, 14.4V nha. Anh test nó hoạt động bình thường nha. 600k nha, lên mở khoan 600 nha. Mua lông với cỏ là chưa có. Cái này là chỉ có thang máy thôi nha. Makita nha mà. Cái này công suất là 310W nha mà. Nó hoạt động mà nó hơi bị hú nha anh, em bán lỗi nha. Rồi, 170 nha anh, lên mã lỗi thổi 17 nha. Pin Bana như em kiếm chưa có thấy nên nó hết. Pin Bana như là hết rồi. Bảo. Cắt cành bếp. Đọc đây nè. Im nha. Rồi, Hitachi nha anh. Cái này lưỡi là 190 nha. Công suất là 1050W nha anh, test không chạy bán sát nha. 220 nha, lên mã sát cưa 22 nha anh. Nhớ hết tháng 7 rồi. Sao kỳ. 65k. Phan. Dạ không có vừa nha anh. Không có vừa chân pin Makita đâu. Mỗi cái loại pin là cái chân pin nó khác nhau. Cái này không có vừa Makita đâu. Cái này là kéo cầm, này là hồi loại mới nha anh, hiệu Kabushi bán 160 mà kéo 16 nha, kéo 16. Con đi bảo con nghe. Bu lông hơi trên mặt. Cái đó không phải là bu lông hơi nên cái này là vít hơi. Cái này em bán 220 mã mù 22. Cục pin
Ờ không, anh đi đó là em đóng thôi, em đóng lại em thật em tắt máy thôi. Máy mà em còn nè. Đâu nè. Tắt này đi bán đi. Rồi Hitachi nha anh. Cái này công suất là 340W nha. 120 nha anh, mã khoan 12 nha. Sát cưa 22. Cái này đầu kéo 16 nghĩa là 160 thôi. Hình như là đầu 6.5mm nha anh. Sát cưa 22 nha. Pin nói chung là pin bên em là nó không biết là nó còn sống hay không. Tại vì thằng bãi đấy lâu quá, mấy anh về mấy anh đóng là mới sử dụng được nha. Rồi nha, em có báo trên live rồi mà không biết mà. Em nói với mọi người cẩn thận. Rồi, con này hiểu gì không biết luôn á. Công sức gì, công sức có 13W thôi nè. Rồi 120 nha, lên mã vàng 12 nha. Nè mấy anh lưu ý là shop em chỉ nhắn tin qua lại với mấy anh trên tin nhắn Messenger thôi nha. Số tài khoản thì đã có sẵn ở trong tin nhắn Messenger cho mấy anh cọc chuyển khoản vào số tài khoản đó. Còn nếu như ai gọi lại ai gọi là chốt đơn hoặc là cho số tài khoản đó là giả mạo với mấy anh, với lại kết bạn Zalo là bên em không kết bạn Zalo nha. Ôi là trời, cái gì nữa vậy? 12 nữa. Khóa 12 chốt trên Duyên Nguyễn, mấy cái sắc bè em còn Bu Long. Kéo 16 em chốt trên Võ Minh, anh và Võ Ngô Minh. Con gấu này là con gấu hết tiền. Cái buồn đó. Rồi Hitachi nha anh, 12V nha. Cái đầu này là 13mm nha anh. 300k nha, lên mở khoan 300 nha anh. Lên máy cắt đi. Rồi máy hàng không có hả? Bởi vì cho nên mấy anh đừng có. Rồi con này hiểu Simco nha anh, công suất là 440W nha. Cho lại số điện thoại. Đầu 10mm nha anh, khoan 1 chiều đầu 10mm nha. 140 nha, lên mở khoan 14 nha anh. Con khoan Bana giá làm sao? 600 nha. Khoan mã khoan này. Nó khoan 600 mà hoạt động bình thường nha. À, đồng hồ nó điện hết rồi, cái này là Bana này 14.4 của anh nha. Ồ Bana không được anh ơi. Dao mới là dao em có dao chặt. Rồi dao dao mới dao chặt hiệu Suzuki dao băng em bán cái dao là 350, máy dao 35. Màn đăng guitar còn nha, vít mini, vít mini luôn đó. Ờ. À. Dạ không có pin. Có lên tôi xích 36 không? Tôi xích 36 không? Có gì không nghe được gì? Súng bắn ốc hơi rồi, để em coi còn. Cái dao này cũng hàng siêu thị, hàng quên hàng Nhật mà hàng mới luôn nha. Cái này em bán 500 nha, mã dao 500 nha, dao 500. Cưa xích xăng có nha. Mấy hàng hết rồi. Tôi xích xăng này nè, anh bảo test là hoạt động bình thường nha, hiệu Tanaka này em bán 2 triệu, mã xích 2 triệu nha. Khoan 14 nha, có lên nữa. Khoan 14 em chốt cho anh Tam Phạm. Vít 600 em chốt cho anh Phát Tí. Dự bị. Gửi cho anh dự bị. Để em coi coi còn không nữa. Tại em bỏ nhiều lắm mà mấy bữa đó anh không vô anh xem rồi khách người ta chốt hết trơn. Bỏ xích 2 triệu nha. Điện 220 là không có, mấy hàng hết rồi. Mấy cắt em còn. Cho xem vài mẫu khoan không dây. Cái này là Panasonic nha. Panasonic 28.8V nè, hỏi ta. Chào thầy Tâm. Mấy cái cỏ xăng hết rồi anh Long Dần ơi. Cái này là 28.8V 3 nè, không biết bữa nào hỏi nè, nó bị bể rồi nè. Em mới xác con này như anh bảo.
nhiêu? 2 3 hả? 2 3 má đi ngậm nước thuốc rồi trời. 200 nha, mã sát 200 nha, sát 200. Bana 28 thôi, sát 200. Cái hàng hết mấy bông nước không có. Rồi gì? Chọn Trung Nguyên. Bộ lục giáp em chưa có chọn nha. Sát 200 chú trên Nam Thắng. Nam Thắng. Rồi em có con boss nha anh. Cái này là 24 volt nha. Em test là hoạt động bình thường nha anh, mà em không có vỏ pin nha, em chỉ có thang máy thôi nha. Máy cơ xăng giá 2 triệu. Cái này là hai chức năng luôn nha anh. Rồi cái khoang này em bán là 800k nha anh, lên mã khoang 800. Dự bị mã sát 200 trên Long Trần. Khoang 800 nha anh. Boss nha. Hai chức năng nha. 24 volt nha anh. Em test nó hoạt động nha. Bana khoan 800 nha anh. Rồi anh Long Trần ơi, nữa gì em cho anh hay. Để em dự bị cho anh Long Trần cho. Nói chung chắc là còn đó anh ơi, mà tại vì em kiếm chưa có được thôi. Còn đâu? Gì? Còn gì? Không pin đâu. Không có số tài khoản mình cọc cài điện thoại vẫn được nha anh. Chưa có kiếm, chưa có không kiếm. Công việc căng căng đê đê. Điện 220 được. Trời không có nào thì điện 220 được sao nha. Cái cỏ nó hết rồi. Rồi tỉa cành hiệu Makita 350 nha, 290W. Cái này mày bởi cái miếng bảo vệ nè. Đồ tôi đâu. Vô rồi nợ luôn chè. Cái này em bán 170 nha, mà tỉa cành 17 nha. Tỉa cành 17 mấy mà anh còn. Rồi, Hitachi nha anh, 12 volt xin giúp nha. Hoạt động bình thường nha anh, màn hình còn mới nha. 320 nha anh, lên mã giúp 32. Rồi anh Long Trần. Giúp 32 nha anh. Đây, màn hình siêu mới nha. Máy cưa cây còn. Cắt bàn mini hết rồi anh Lê Dung. Anh Lê Dung, Lê Dung. Quách 32. Quách 32 em chốt tranh Minh Thông Đào. Có sao không trả lời. Mấy cái cỏ hết rồi anh, mấy cái cỏ mấy hàng hết rồi. Cái này em còn. Rồi VUB nhé anh, công suất là 360W nha. Đầu 10mm nhé anh, khoan 1 chiều đầu 10mm nha. Hoạt động bình thường nhé anh. 140 nha, lên máu khoan 14 nha. Xăng pin em có. Đục gỗ, bộ đục gỗ hết anh ơi. Hồi nãy còn có 2 bộ là hết luôn á. Con chữ này là chọc chay. Chết em đó ơi. Giờ em không bị hết một cái rồi. Làm như chị tư quấn đi cho anh. Signal 12V còn. Thang pin em còn. Đấy, cái bất rồi đó. Cộng dây ấy. Họ là chuyển sang điện 220 được à? Nào. Rồi Makita nha anh. Cái này công suất là 860W nha. Lưỡi là 165 nha anh. Rồi 208 nha. Lên mã cưa 28 nha anh. Cưa còn. Khoan pin rồi còn nha. Đâu có gì đâu anh, cái đó là cái băng keo thôi. Má quả gì vậy?
là nè. Rồi anh Phạm Hùng có gì chụp màn hình gửi với tin nhắn xuống em nha. Tin TTG 18 chưa thấy à? Cưa 28 chứ kênh Hoàng Nguyên. Mà bên chưa có. Phân tích anh còn. Cưa đấy rồi. Rồi, National nha anh. Cái này là bác xài được 2 dòng pin nha. 10.8 tới 12V nha anh. Đây. Hàng còn siêu mới nha. Ấm bình thường nha anh. Đây, một máy một pin một sạc nha. Rồi hộp này em bán là 700k nha anh. Lên mã hộp 700 nha. Mấy mày em còn. Giao trong hộp em bán 500 mã giao 500 nha. Dạ kéo cái cành còn anh Khánh Luân ơi, anh chốt mã kéo 16 giùm em nha, kéo cái cành á. Lên con vít góc 12V. Vít góc có không? Rồi GUB nha anh. Công suất là 220W nha, hoạt động bình thường nha anh. Dạ Nhật Minh 200k nha. Lên mã lộng 200 nha anh. Xem lại hộp 700 cho anh Đặng Long. Mã lộng 200 à. National nha. Cái này là xài được 2 lỗ pin nha. 10.8 12V nha. Nãy là 280 khách chốt rồi. Kéo 16 cho Dương Khánh Lưng. 700k nha. Lên mã hộp 700 nha. Hộp 700 em chốt trên Long Trần. Phan pin 24 thì chưa có nên bị nước rồi. Sạc được pin đó đâu. Được. Được mà. Hai hai. Lên cưa nhỏ, cưa lưỡi nhỏ. Đây mà. Cục sạc này là nó sạc được 2 lỗ pin luôn nha anh. Biết chợt thì biết đứng luôn nha anh. Hộp Makita có nha mấy bà không còn. Mới test được, sao hết test rồi. Đây rồi. Sạc pin bao nhiêu con à? Cái này phan một chiều UV nha, 210W. Full bộ luôn hả? Cái đó là máy pin sạc luôn anh Long Trần. Cái này bán 120 mã khoan 12. Đủ bộ luôn nha anh. Khóa 12 chiếc trên Hoàng Nguyên. Rồi, GUB nha anh, 12V chuyên dích nha. Hoạt động bình thường nha, ngoại hình còn mới nha anh. Đây. Một máy 2 pin 1 sạc nha. 800k nha anh, lên mã thùng 800 nha. Máy thì bao hoạt động nha anh, còn pin sạc lại móng mù nha. Sạc TTG cơ. Hộp 800 nha anh. Cái này sao cái này bấm nút rồi nó lên nè. Không. Máy ra. Cái này có được không? Cái này gì được không? Súng pin mua lông chưa có. Máy tỉa cây rồi, con này công suất là 550W nha anh. 200k nha. Lên mã mài 200 nha anh. Hộp 800 nha anh, chứ không phải là mù nha anh. Cái đó là máy hoạt động nha. Mà 200 chứ kênh Nguyễn Đức.
khoảng 12 qua mã. Hộp 800 chú Chanh Thanh Trần. Trần thân máy với lỗ bên thôi không cấp. Ờ 18 thì chưa có hả? Rồi, xin đây qua nha anh. Cái này là lưỡi 4 tắc nha. Công suất là 1300W nha anh. Có phá luôn nha. Rồi cái xích này em bán là 550 nha anh, lên mã xích 55 nha. Xích 55 nha, xích lớn nha anh. Xích 55 chiếc chân tình Bonego. Coi, à, anh Minh Thông Đạo ơi, có gì anh cho tin nhắn Messenger là có chụp hình chi tiết cho mình nha anh. Tao người hang qua mà. Tự nhiên đi dục trời. Sao kiểu phòng em bên em không có bán hả? Phan hai chiều có đường tóc hoạt động bình thường nha, hiệu gì em không biết. Cái này là 70W. Cái này em bán 160 nha, mã xanh 16. Xanh 16. Mấy bát thì đẹp quá. Đó mới lên phan hai chiều đó. Mã xanh 16. Cái đó là có đường tóc luôn. Đèn năng lượng không có nha. Mà 200 đến chút sau nha anh Thương Nguyễn ơi, anh chút sau cho nên không chốt cho anh á anh. Xích 55 qua mã. Rồi, boss nha anh, 12V chiên dít nha. Hoạt động bình thường nha anh. Cái này một máy 2 pin 1 sạc nha. Thùng này em bán là 850 nha anh. Lên mã thùng 85 nha. Phan tường hai chiều lần sau nó đâu, cái này không phải sao? Cái công lệnh thì chỉ biết bán thôi, còn cái vụ mà phan tường hay là phan bê tông gì không có gặm gì. Thùng 85, thùng 85 chốt cho anh Thanh Sang Nguyễn. Xanh 16 chú cho Nguyễn Thuận. Có búa là phải tiền. Kinh nghiệm em chưa tới đâu. Ngấm. Rồi Hitachi nha anh. Cái này công suất là 380W nha. Lưỡi là 350 nha anh. Anh có cọc cho Nguyễn Sa sát nha. Đây, nó bị bể cái chỗ tay cầm luôn nha anh. Nắp chụp này bể luôn nha, nó bắn sát nha. 100k nha anh, lên mã sát 100 nha. Rồi, mấy con công suất lớn rồi. Anh Nguyễn Sang có cọc chuyển khoản cho, nếu như cọc chuyển khoản là chị em làm đơn là tầm vài ngày mình nhận được. Rồi, VUV nha anh. Con này công suất 170W nha anh. Hoạt động bình thường nha. 200k nha. Lên mã nhám 200 nha anh. Ít ạ. Ôi trời. Sập nhà luôn á. Em có cái này nha. Cái này gì trời. Này để 24V. Cái này là như rồi. Nó hai ba chức năng nha. Nó lên đèn. Đây giúp chạy. Hợp ba guitar. Em này vừa chạy xăng vừa chạy điện được không? Cái này hình như là nó chạy xe đập điện vừa chạy xe Honda được, là vừa chạy xăng vừa chạy điện đó anh. Để bên em biết cho anh.
còn dít là hoạt động nha anh. Mùng 37 rồi 400k nha anh, lên mã mù 400 nha. Nhiều người hỏi chi con bên em còn khó mua anh, tùy theo mỗi ngày thôi anh, bữa nào trời mưa là bác ơi con ơi dễ mua. Chờ em có cái rồi có luôn, vừa chạy xăng vừa chạy điện có luôn anh. Ôi trời đi ngựa giờ này mới về trời. 1400 cho em có thị vô 300 cho em Nguyễn Thuận. Rồi Toshiba nha anh, con này công suất là 390W nha, lưỡi là đầu 10mm nha anh, 140 nha, lên mở khoan 14 nha anh. Gái nướng thì đi với đường về 24 24 chốt cho anh Khánh Duy. Chốt cái để à, người ta 4 tầng anh mới có 2 tầng anh không bì à. Rồi Makita nha anh, 12V chuyên dứt nha. Đây. Hoạt động bình thường nha anh. Cái này một máy hai pin một sạc nha. 750 nha anh. Giá 200 rồi. Lên mã hộp 75 nha. Ừ. Đổ chiều không đâu? Không, khoan 1 triệu mà. Cái đó khoan 1 triệu nha anh Khánh Duy. Khoan 1 triệu. Giá 200 ly nha anh. Quen. Nếu mà đảo chiều thì giá khác. Ví gì hú hồn. Cây gì dưới cây dao. Cây gì dưới cây dao là cái cây cái này. Hùng 75 hả? Hùng 75 chứ trên Việt Đức Trăng. Bên lưu ý là bên em cầm chứng khoản mới đi đơn nha, em không có ship code 700 hay 75. Giờ hộp 700 nữa nè. Nhám 200 nè. Này bán nhiều. Cái em rất cho em bán mù nha. Ôi trời đưa coi. Cúng đệ giùm em. Rồi cái này em bán mù nha, nó hiệu Makita nha. Em bán mù con này 70 thôi nha, mã mù 70 nha. Mù 70. Ta đi thành phố rồi ta đem nem về đó coi không, nem lay dung. Nó ở đâu? Đâu dưới đường. Đó rồi lấy cái gì đựng. Lấy để lại. Bỏ vô túi. Dễ chưa thấy nữa. Makita nếu anh công suất là 1050W nha. Lưỡi là 185 nha anh. 300k nếu anh lên mã cưa 300 nha. Ờ anh là nếu như mà 300 nha. Nếu như mình có đơn bên shop em rồi anh vui lòng á anh cọc chuyển khoản đi em sẽ đi đơn cho mình nha anh Nguyễn Sa. Không đi. Dạ từ ăn sườn. Cưa 300. Cưa 300 em. Anh cho anh Nguyễn Văn Tú. Hai cục pin. Rồi để em báo giá, em nhận số điện thoại hai lúa. Mấy các bạn mini có không cần xin chú Nguyễn hỏi. Rồi, Kiwi nha anh, 12V chuyên dứt nha. Hoạt động bình thường nha anh, một máy hai pin một sạc nha. Thùng ném bán là 750 nha anh. Lên mã bộ 75 nha. Bộ 75 nha. Pin này anh, pin này là 18V 6 à. Một viên em bán 200 mã mù 200 nha, mù 200 một viên. Mù 200. Đưa 300 qua mà. Vậy là có không không các bạn cũng đậu với hả? Nãy, dạ nếu như mình không có số tài khoản thì mình có thể cọc tài điện thoại với em nhận được nha. Rồi đúng anh để em bấm em nhấn xuống sao. Bộ đó là 75 nha anh chứ không phải là 700. Ở trên Hồng Ngự mưa quá trời luôn anh Tùng. Rồi con này hiệu gì không biết nha. Bộ 75 nãy chốt rồi nha. Một bộ 75 ạ. À. Đưa 300 qua mã. Rồi. 200k nha anh, lên mã mài 200 nha. Chuyển khoản nếu như mà đơn hàng anh trên 500k chuyển khoản đủ 100% thì shop em sẽ bao ship cho mình nha. Còn nếu như mà cọc chuyển khoản anh sẽ không bao ship. Với lại cái đơn hàng mà dưới 500 là cũng không bao ship được. Nãy nào hỏi kìm được nó bị reset nó cái lưỡi nó còn đẹp nhưng mà nó bị reset mở không ra nha, bán đi này 30 thôi nha, mã kìm 30.
Rồi, cái cưa này là lưỡi là 165 nha anh, công suất là 800W nha. Kiểu di son gì nha. 250 nha. Trả lời đi, giỏi trả lời đi. Dạ thì mua mình sử dụng thôi anh, chứ mua cái gì là sao không hiểu. 250 nha, lên mở cưa 25 nha anh. Là hai pin này là giá một viên như là 200, mã mù 200 nha, 18V 6A. Ở một cặp như là 400. Viên 200 nhìn cặp 600. 18V 6A. Khoan pin là chưa thấy, khoan pin 18 thì chưa thấy, còn có pin thôi. Máy cắt cây. Em xem anh có chốt được không vậy. Anh Vũ Vũ tắt tài hả? Anh chốt sao anh Vũ Vũ tắt tài ơi. Anh chốt sao cho nên chưa chốt cho anh được. Rồi, em có cái cưa lọng nha anh, hiệu Panasonic nha. Cái này là 14.4V nha anh. Dao mới đó là 500 nha. Cháu bị gãy hết nha, mắc tiêu cái cò luôn nha anh. Em bán sát luôn nha. 250 nha anh, lên mã sát trắng 25 nha. Chỉ cần em vẫn còn. Sát trắng 200. 25. Nói chung á là đục bê tông. Dạ hết anh Lê Kính. Mày 200. Sát trắng 25 em trước trên Đặng Long. Kiềm 30 em trước trên Nam Thanh Đài Lộc. Mày 200 qua mã đúng không? Có không? Dạ rồi anh Long Trần. Để em mang chụp hình nữa anh, đi giữ này không? Ui chung với má ơi. Rồi con này công suất là 720W chứ mà. Lưỡi là 165 nha. Hiệu Home Tone nha anh, thiếu cái lưỡi nha anh. 270 nha, lên mở cưa 27 nha anh. Là hình siêu mới nha, mà thiếu cái lưỡi nha. Kéo cành em còn kéo cành mới. Cưa 27 nha. Em còn kéo cành lại mới được không? Máy cắt bao nhiêu một cái tầm 200 á anh. Ở đó thì mở sắp ở đó mình bấm luôn. Trời anh Long Trần. Hai pin kia nãy em báo giá là một cặp là 400 anh. Một cặp là 400, mã màu 400 là pin 18V 6A luôn á. Rồi Hitachi nha anh. Cái này công suất là 1140W nha. Cái này đầu hình như là 3/4 thì nha anh. Rồi, con này em bán là 6 cành là 160 cái. 900k nha anh, lên mã bu lông 900 nha. Đầu 3/4 nha anh. Anh Nguyễn Huy Thủy ơi, pin đó là còn nha, nếu như anh chốt giống như mã màu 200 đi một viên đó nha anh. Chốt đi còn nữa. Máy mài lớn. Rồi anh Vũ Thao ơi, nếu như anh mua thì anh cứ để là mã hộp 75 thôi là anh chốt được nha anh. Hộp 75 là anh sẽ chốt được bình thường. Bớt anh một cái. Không được anh ơi, bớt gì không được, đi Bình Dương, bầu lớn nha, lưỡi 136 không còn mấy các bạn không có luôn. Kìm chết em có nha. Mấy em hết. Rồi màu 200 trước cho Nguyễn Huy Thị. Rồi Hikoki nha anh. Điện 110V nha. Mấy cái này là lưỡi là 125 nha anh. Cho quay đi. Công suất là 780W nha. Công tác không chạy bắn sát nha anh. 140 nha. Lên mã sát ngoài 14 nha anh. Đây là cái kéo cắt cành 160. Còn đây là cây kìm chết 150, mã kìm 10. Ô anh, mã kìm 16 luôn. Cái này là mã kéo 16. Cái này là hàng siêu thị nha, hàng Nhật nha, hàng loại 1. Cái này là pin Makita 18V 4A. Cái chân pin nó bị cái gì nè, em bán sát con này lại luôn. 120, mã sát 12 nha, sát 12. Xem lại cưa. Phân gốc pin là chưa có, sát 14 là cái gì ta. Sát mài 14.
sáng mai đúng không? Sáng mai 14 chúc cho anh Phước Dũng kìa, Phước Dũng kìa, 16 chúc cho hai anh hai lúa. Không có lên cưa điện 220 là không có nha. Sáng 12 anh chúc cho anh Tú. Rồi, GUV nha anh. Cái này công suất là 750W nhưng anh lưỡi là 3 tắc nha. Pin 24 là hết anh. Cái nắp nhớt nha anh, về. Rồi, 400k nha anh, lên mã xích 400 nha. Anh Phước Nguyễn à. Anh Phước Nguyễn là hỏi là máy mài mang guitar em còn. Ờ, đá mài 100. Là mấy cái máy mài đó là đá 100 đó anh. Nè kéo nè, kéo 160, nó kéo 16 kéo tầm. Sát mài. Cũng 200 cái kim. Thôi nhớ rồi. Kìm chết. Kìm một ông ngoại lên nào. Ông ngoại lên thân nhà. Lên giúp á. Ủa vô ngoài đi tiếp tắt chứ lắm đâu. Không ngủ quá có làm gì đó. Có không? Cửa xe dậy sớm là mấy bạn nhậu chứ. Không mượn nó về. Ờ mua tiền mặt á, anh có thể cọc cả điện thoại giúp em vẫn được nha anh. Nhưng mà em không có ship code. Bên Hi Chi 18 thì chưa thấy nha. Cưa 400 chứ kênh Hoàng Minh. Kìm chết đi. 16 chứ kênh Nguyễn Lộc. Chốt kênh Võ Ngô Minh. Nam hố. Nhà đến triệu đâu. Xích 400 đó em hả? Xem rồi Hitachi nha anh, cái này là đầu 13mm nha, công suất là 700W cho anh, khoan 1 chiều nha anh, đầu 13mm nha, cái này có thắng nha anh, 160 nha, lên mở khoan 16 nha anh, em có báo là cái này là khoan 1 chiều nha, đầu 13mm nha. Em chỉ có loại này thôi nha anh, mấy cái loại kia là không có, em có loại này thôi. Nhóc ơi, nhóc ở bên cái tâm bển á, bùng mền còn bển á, mấy tầng là sao ta, mấy tầng là mấy gì, mấy tầng hả, mấy tầng hết rồi, ở bên đó là còn bùng mền câu năm nữa. Chìa khóa hả, chìa khóa mà bộ là chưa có soạn được cái này, chìa khóa em vẫn có mà chưa có thôi, chưa mấy ảnh bận, mấy anh chưa có soạn được. Rồi 12V chiên dứt nha anh. Cái này là hiệu là Kobo gì nha, hoạt động bình thường nha anh, một máy hai đi một sạc nha. Rồi hộp này em bán là 650 nha anh, lên mã hộp 65 nha, hộp 65 nha anh, 650 nha. Rồi cảm ơn anh Phúc Thị vô điện 220 là không có à, cho em có bánh xe nha. Còn bánh xe là 4 bánh. Dạ, shop em đang bán trực tiếp nha anh, bán trực tiếp. Hộp 65 em chốt cho anh Vũ, Vũ tắc tài, phun sơn chưa có. Bộ bánh xe này em bán 180 nha, mở 180. Sao làm nổi màu trắng vậy ta? Trắng này đúng không? Rồi, nghe quy nha anh. Pha 16 em chốt cho anh Trần Hữu Duyên. Công suất là 170W nha. Em test cái địa hè nha, bán sát nha, 100k nha. Lên mã sát nhám 100 nha. Sát nhám 100. Rồi em có một bộ này nha. Bộ này bán 280, mã vàng 28 nha. Vàng 28. Bộ này là đầy đủ vụ kỳ nha. Bộ bộ 28, mã vàng 28 thì cũng được. Dạ mấy cưa xích em còn nha anh, còn làm cưa xích bán riêng là không có. Em còn cưa xích. Ừ đó nên bảo cái đó là sợ giá trơn đó nè. Bộ đồ khẩu hả? Bộ đồ khẩu, bộ đồ khẩu có cho anh mà chưa có sợ ra được. Kéo nào nè. Ờ em có loại đó thôi anh, em có loại đó thôi. Còn mấy cái loại kia em hết rồi. Cái này là hiệu Makita nha, đầu của nó là 6.5, 230W em bán 120 nha, mã xanh 12. Giờ em nhận số điện thoại anh Trần Hữu Duyên. Máy bầu lớn còn anh. Anh Hồ Minh Hội ơi, máy bầu lớn vẫn còn, để anh bảo lên. Rồi Makita nếu anh công suất là 1120W nha.
cái này lưỡi là 270 nha anh. Rồi xích em bán là 450 nha anh, lên mã xích 45 nha. Chín cái màu lưỡi màu 136 luôn nha. À, tăng đơ cỏ thẳng thẳng biên không có nha. Gõ ghẻ là không có mấy hàm hết rồi, mấy hàm không còn. Hộp chìa khóa hả, cái đó là nó ấy rồi, nó để em để cái màn hình cho nó cho em xem rõ. Rồi con này hiệu Hitachi nha má. Cái này lưỡi 136 nha. Công suất thì không thấy luôn nha má. Rồi 600k nha. Bên mã bào 600 nha má. Cái này bi đứt dây điện nha. Anh nào mà có chốt thì em tặng thêm cộng dây điện nha má. Bào 600 nha. Cơ 45 trước anh Thành Tính. Súng áo hết à, cho anh Minh Thuận. Cưa 27. Trời ơi, anh Tùng Quỳnh. Cưa 27 à. Xích lam còn mới không? Cái đó em nói chung là mấy cái đó hàng bãi. Sợ về mấy anh mua xích mấy anh nhắn lại á. Cưa 27 em trước kinh mến chăng. Mình có mấy cái chuột còn. Thấy cái cưa 27 là cưa này không anh? Mà bảo chưa, mới thêm lên nữa. Rồi, cái này giúp điện với anh hiệu Hitachi nha. Cái này công suất là 125W nha. Bị tập than với anh em bắt lỗi nha. 180 nha. Lên mã lỗi dít 18 nha anh. Lỗi dít 18. Xíu vô lông hơi em hết hình Thiên Quỳnh. Cái fan này hoạt động hai chiều nha, hiệu Fman 70W này em bán 150 nha, mã trắng 15 nha, trắng 15. Máy cắt còn. Trắng 15, cái này khoan. Cái này là mã xanh 12 nè, khoan 1 chiều. Lên pin khác nha. Rồi, Makita nha anh, 12V nha, hoạt động bình thường đó anh. Cái này là một máy hai pin một sạc nha. Rồi thùng này em bán là 700k nha anh. Lên mã thùng 700 nha. Thùng 700 nha anh. Ba nó có gì không? Ba nó có gì hình không? Máy phát lỗ tròn, cưa lên cưa xuống. Ờ. Rồi anh nào hỏi cái bộ này nè, em cho xem kỹ nữa nè. Có như vậy nè nha. Thùng 700 anh Bảo. Con xích điện còn nha, thùng 700 chứ kinh vụ tóc tài. Anh lưu ý là sớm em chỉ nhắn tin qua lại với anh nha. Thứ nhất là trên đơn hàng mình á, là trên hệ thống Messenger là có số tài khoản sẵn. Thứ hai là anh cọc chuyển khoản mới đi đơn được nha. À, sớm em không có gọi trực tiếp chốt đơn hoặc là không có kết bạn Zalo với mấy anh nha. Nếu như mà ai gọi điện trực tiếp cho số tài khoản hoặc là kết bạn Zalo, cái đó là lừa đảo hết nha. Em không có gọi điện cho ai hết. Em chỉ nhắn tin qua lại với mấy anh qua tin nhắn Messenger thôi. Rồi, Huawei nha anh. Cái này công suất là 650W nha anh. Xe điện 110V. Đầu 13mm nha. Khoan 1 chiều mà đầu 13mm nha. Có thắng luôn anh, 160 nha. Lên mã khoan 16. Xanh 12 trước trên Trần Hữu Duyên. Khoan 16 nha.
Ông khoan 16 hả? Đồ nghề của tôi. Cơ ngồi chứ cắt cỏ em hết rồi. Bán trong bên đó mỗi cái lần luôn. Cái này là mã mã trắng 16 nha, khoan 2 chiều. Dạ không có cho cái thứ mình cần nha anh Tân Xuân. Chưa có. Rồi con này hãy xin đây qua nha anh. Mình không... Lưỡi này là 3 tắc nha. Ờ bộ lo đó của em. Mất tiêu rồi nha anh. Nó thiếu cái nắp này nha. Giờ có cái nắp ấy dặm cũng được nha. Rồi 400 lưỡi nha anh. Nên mã xích 45 nha. À, nếu như mình không có sử dụng số tài khoản thì mình có thể cọc cạc điện thoại giúp em được nha anh. Hộp màu vàng này là giá là 280, mã vàng 28 nha. Vàng 28. Khoan 16 một chút trên mến chần. Khoan 16 là cái trắng 16 đúng không anh? Rồi cái khoan này cái khoan 2 chiều nha. Em test nó không hoạt động. Cái này là có đường tốc luôn, bán sát cái này 100 nha, mã sát 100. Khoan 2 chiều mã sát 100. Cái này là mã vàng 28 hoặc là mã hộp 28 thì cũng được. Ủa vậy mới lên thôi 16 à? 16 giống nhau chứ trời. 15. Cái này mã trắng là 16. Cố lên. Cố lên. Ờ, mấy các bạn mini này chưa có nên các bạn lên hộp màu vàng là cái gì? Cái này là kêu cái gì nào? Rồi CDS 12V chuyên dích nha. Hoạt động bình thường nha. Một máy, hai pin, một sạc nha. 650 nha. Lên mã hộp 65 nha. Hô là trời. Anh hô là có hòm đồ không mà tập làm sao? Có hòm. Dạ. Cái hòm đồ là cái hộp đựng đồ nghề á, hộp đựng đồ nghề còn. Thì nói chung á là anh cứ cọc cả điện thoại đi, còn bao nhiêu tiền còn lại thì anh thanh toán với shipper. Nó như vậy nè, không biết cái này là kêu bằng cái gì nữa nha, nó như vậy nè. Ờ à, máy cưa gỗ anh còn. Hộp 65 chứ trên Việt, anh Việt Nguyễn. Đây, không có hộp đựng đồ nghề nha. Ngoại hình nó hơi xấu nha. Đây, nó hơi bị gỉ cái này không. Rồi, cái hộp này em bán là 180 nha anh. Lên mã hộp 18 nha. Đây, hộp siêu bự nha mà nó bị nghỉ nó không đụng cái này. Đây, trong nó thì còn mới nha. Dây điện. Ai kêu à? Anh Phạm Văn Giang. Cái gì à? Có cái nhà không? Biết đâu, điện. Ngủ mẹ à. Không có ai ngủ với tôi ngủ một mình rồi. Không. Ngủ với ai chứ? Ngủ mình á. Giao đi rồi. Ngủ mẹ bắt cái cỡ. Rồi. Bước vô phòng. Ba cái ổ này nha. Bộ này em bán bộ này em bán 150 nha, mã bộ 15 nha. Bộ 15. Bỏ nhựa anh Bảo ơi, mã bộ 15. Ba ổ. Em không gọi điện trực tiếp chút đâu nên việc Đức Trần ơi, cái gì anh nhắn tin mail bầu Messenger nè em nha. Bộ 15 em chứ anh sĩ mô tô. Còn nữa nha anh, dây em còn nhiều lắm. Rồi, Hitachi nha anh, 12 quên chiếc dít nha. Hoạt động bình thường đó. Đây là một máy hai pin một sạc nha. Rồi, thùng này cũng bán là 650 nha anh. Lên mã thùng 65 nha. Ừ.
cái dây buộc cái hộp lại treo ở cái xà trên mấy con. Ôi trời, buộc thi dâm. Dây điện có lỗ tròn. Dây điện lỗ tròn là không có nữa chị. Cái này chủ yếu là bên Nhật người ta xài điện 110 cho nên nó ổ chua dẹp thôi. Rồi Hitachi nha mấy anh. Cái này công suất là 670W nha, lưỡi là 160 nha mấy anh. 250 nha. Lên mã cưa 25 nha mấy anh. Cưa 25. Rồi ba ổ này em cũng bán 150 luôn nha, mà ổ 15 nha, ổ 15. 150 mà ổ 15. Rồi Makita nha mà. Cái này công suất là ổ 15 trước trên Giang Trương, cưa 300 à. Cưa 300 trước trên Hữu Trung. Cưa 25 à. Kéo cái cạnh còn mới, sao lâu vậy cưa, mày Makita? Cưa 25. Cưa 25 anh ơi. Nhầm rồi. Rồi Makita nha anh, công suất là 400W nha. Cái này là đầu 10mm nha anh, khoan một chiều nha, đầu 10mm nha. Xem lên xích Makita. 140 nha, nên mở khoan 14 đúng không? Xem lên xích Makita. Xích Makita cắt chốt. Sao vậy? Gợi cái gì mà gợi? Nhắm đăng. Rồi em có cái ổ to này nha. Bích hơi trên bàn. Còn bích hơi trên bàn bán rồi. Còn bích hơi nữa nha. Ổ này to, dây điện nó dài nha, ổ này em bán 120 nha. 120 mà trắng 12 nha, trắng 12. Trắng 12 em có hai ổ nha, mã trắng 12. Ổ điện nó đây, mã trắng 12 nha. Rồi Makita nha mấy anh. Cái này lưỡi 82 nha. Công suất chấm 12 chứ kinh nghĩa Phạm. Nó chạy mà nó hơi bị khô khô, chắc nó bị khô rồi nha. Rồi 300k nha mấy. Lên mã bào lỗi 300 nha. Cọc dây nãy khách chốt rồi nha. Trắng 12 em trước trên Minh Tâm. Máy cắt pin là chưa có anh. Khoan 14 anh Bảo. Khoan 14 trước trên Nguyễn Thuận. Giao trên bàn đây là giá 500 nha. Mã giao 500 nha. Cái này là hàng Nhật nha mấy anh. Cái này là hàng Nhật luôn. Hàng full hộp. Mã giao 500. Ô đi. Bào lỗi 300 à. Cái này test đều lên đèn hết trơn nha. Cái ổ này bán 70 nha. Mã ổ 70 nha. Ổ 70. Bào lỗi 300 em chốt cho anh Lương Xuân Trường. Cái này ổ 70. Cái này nó để là 1500W rồi. Ổ 70 chứ kinh Giang Trương. Ổ điện còn nhiều lắm nha. Rồi, em có cái cơ này hiệu Makita nha mấy. Cái này là 14.4W nha. Tốt còn lăn bình thường nữa mà cái pin này hình như là cái loại pin khác nha anh. Cái này là hai chấu nha. Rồi em có pin test em bắn mù nữa. Cái này em bán là
giao bãi em hết rồi, tạm hết rồi. 450 nha anh, lên mã mùa cưa 45 nha. Rồi ba cái ổ này nó gì nha? À, hiệu Panasonic. Ba ổ. Ba ổ này em bán nha. Như ta. 140 nha, mã dây 14 nha, dây 14 140. Khoan pin Makita em còn. Khoan pin. Kết bạn Messenger. Chấm 12 qua mã. Ổ 14 em trước trên cao Minh Quý. Trời đó anh Lương Thi ơi. Vô tin nhắn Messenger được rồi đó anh. Messenger. Cưa pin bao nhiêu? Bao nhiêu von? 14 anh đâu? Cưa pin là 14 von anh. Rồi anh có cục pin mỏng nha, pin mỏng hiệu Makita 14.4 von. Cái này là 1.1A. Rồi cái này em bán cái chấm 12 khách chốt bên Giang Trương ơi. Cái này em bán mù nha, 100 mã mù 100 nha, loại pin mỏng nha, mù 100. Đục 17 ly. Để em coi có còn mã trắng 12 không. Lên 3 ổ đi rồi. Mù 100 em trước cho anh Hoàng Ngọc Thạch. Mấy anh lưu ý là cọc chuyển khoản mới đi đơn, em không giữ đơn lâu nha. Trong vòng 2 ngày mấy anh không có bán hồi thì shop em sẽ xả ra bán lại nha. Rồi Makita nha anh, 9.6 won nha. Các không chạy bán sát nha anh. 108 nha, nên mã sát khoan 18 nha. Sát khoan 18 được ô điện lên. Lên máy mài đi. Khoan mũi 13 hoặc to hơn 2 chiều có không? Máy mài em còn nha. Rồi cái này lên đèn hết nha. Ổ này em bán ha. Em bán 101 nha, mà ổ 11 nha. Ổ 11. Ờ cái xác 18 hay gì đâu. Xác khoan 18 chứ chân quốc. Anh quốc dân. Cái này ổ 11, 101. Rồi Hitachi nha mà. Cái này công suất 530W nha. Ổ 11 chứ chân cao Minh Quý. 120 nha. Camera M. Lên mã sát 12 nha anh. Mạng nó bị yếu anh ơi. Mạng nó bị yếu hay sao? Rồi Makita nha anh. Công suất là 230W nha. Đầu 10 mm nha anh, pha 1 chiều nha. 120 nha, lên mã khoan 12 nha. Máy mài loại lớn. Rồi ổ này. Mài pin chưa có. Cái này em bán 100 nha, mã trắng 100 nha. Trắng 100. Bỏ lết bao nhiêu một cái. Cặp bỏ lết này nó bị rỉ sét em chưa có test được. Em bán cặp này 80 nha, mã lỗi 80 nha. Tôi xích làm Makita nha. Tôi xích làm khoan Makita đâu hết anh. Cái đó là xin đây qua nó không phải là Makita. Cái đó là xin đây qua. Đầu người để hôm nào rảnh á cái em chọn em bán cho. Đầu người là còn nhưng mà em chưa có thời gian để em chọn em bán. Rồi, Makita 12 won kim dứt nha mà. Chắc 100 em chốt trên đời. Anh Đức Trần Siêu Lạc. Tết không chạy em bán sát nha. 220 nha. Lên mã sát dít 22 nha. Em bảo tối có kéo cửa lên mà. Máy cỏ em hết rồi. Khoan 12 là cái nào đâu. Khoan 12 em chốt trên Tùng Nguyễn. Máy mài 120.
mấy mài 120 thường thường là mấy mài sát thôi, sát 12. Ta chi nha anh, 9,6 vô anh chi giúp nha, hoạt động bình thường nha anh, 220 nha, lên mở giúp 22 nha anh. Mệt chưa, mệt thì ngủ đi, ngày mai bán tiếp. Sợ mệt á, dính cái này đi. Rồi, số em có quyền hồng ngự tỉnh Đồng Tháp à. 220 mở màn nha. Mã 22 chú danh sĩ mô tô. Hút bụi, tỏi bự, tim. Rồi, Hitachi nha anh, 12V chuyên giúp nha. Hoạt động bình thường nha anh, một máy 2 pin một sạc nha. Thùng này em bán là 700k nha anh. Rồi, rồi mã lỗi 80 trước trên sân Dung Dũng Lai à. Lên mã thùng 700 nha anh. Ủa cái viết đâu ghi ta. Sát nha, 22 rồi sát đó. Ô vàng viết không. Muốn ghi cái gì đó đi, cũng ghi đi. Khoan 3 chức năng. Bích 22 qua mạng. Lên phân ba chức năng đi, lăn đụng đơn nha. Bích 22 qua mạng. Rồi Makita nha anh, 9,6 vô nên hoạt động bình thường nha anh. 220 luôn nha anh, lên mở phan 22 nha. Có gì bán tặng nè. Chọn cái bán tặng đi rồi ngủ. Bây giờ mở mắt hết lên. Giờ nó buồn ngủ. Thùng 700 đó anh Bảo. Thùng 700 em chú Trinh Thanh Phong. Thùng 700 là có màu trắng nha. 8 nha. Trời, em có cây búa này nha. Phan Bót 2 chiều. Cái này cái búa này bán 40 nha, mà búa 40 nha, búa Vũ Ninh nha, búa 40. Hai hai nữa anh Bảo. Hai 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 chú Kinh Giang chưa? Billy nữa nhé. Billy là bên xin bệnh sẽ được điện anh. Chưa đâu bác. Tặng dao. Dao không có được tặng anh ơi. Dao anh vợ nó tặng không có hên nên nó không cho tặng đâu. Nó đủ điện nha. Tình gì đòn lắm. Ông tình gì đòn lắm. Nó là lên tặng dao không có nên nên không cho tặng. Giao trên mạng này giá 500 nha, giao mới nha. Giá 500 mà giao 500. Rồi cặp cặp này em bán nha. Nó bị bởi cái này em bán cặp này em bán nhiêu ta? 90 thôi. Mà cặp 90 nha, cặp 90. Thùng đa năng em không có. Đây. Bu lông nha anh, cái này là bình nha. 200k nha. Lên mã màu 200 nha. Đưa găng lên bật. Pha 22 qua mã. Cặp 90 chứ Nguyễn Văn Tú. Bán góc điện em hết rồi. Bán góc điện không còn. Hút bụi và thổi bụi hả?
cái hốc bụi mà cái mắt bên đây của bên Leon mà của exact nữa. Rồi anh Giang chưa có gì nữa, anh nhắn tin qua Messenger nha. Khoan để coi. Binny hả? Binny còn. Bảo. Khoan. Binny thì bên em còn. Còn Ly thì chưa. Binny thì chưa về. Sắc khoảng 22. Sắc khoảng 22. Đúng rồi, sắc khoảng 22 đâu. Mù 200 chốt cho anh David. Sắc khoảng có không? Sắc 22 em chốt cho anh Giang chưa? Sắc 22 phải này không anh? Này đúng không anh? Ờ, hút bụi pin hả? Hút bụi pin này hiện tại bên em hết hả? Rồi, pin này là pin ni nha. Pin ni bán màu ngang 140, mã màu 14 nha. Màu 14 pin ni, màu 14. Đâu trong này? Không có đường. Tời điện hết nha, máy soi em tạm hết luôn. Rồi cọng dây này em bán 100 nha, mã dây 100 nha. Dây 100 dây nguồn nha, còn ổ nha, dây 100. Rồi. Cái boss nha anh. Một chiều hai chức năng nha, không bị đứt dây điện mắc cò nha. Hút bụi thổi bụi là vài ngày nữa mới về nữa anh ơi. 220 nha. 14 chốt cho năm thanh tài lộc. Lên mã sát phan 22 nha. Dây 100 em chốt cho anh sĩ mô tô. Dạ điện 110V nha. Dây em còn nữa đem lên. Còn cái cành dây lớn nha. Rồi dây này siêu nhiều luôn nha. Dây này bán 120 nha, máy dây 12 nha. Dây 12, 120. Bó tay chức năng mà chưa thấy nên Hoàng Nguyên ơi. Chưa thấy. Mùa 14 chứ cho Mạnh Huế luôn. Mùa 14 không còn số lượng nha, có chốt chút thêm nha. Dây 12 em chốt trên Đỗ Anh Thư. Dây siêu nhiều luôn. Dây còn nó mở lên luôn. Rồi Hitachi nha anh. Cái này lưỡi 82 nha, công suất 460W nha anh. Nó hoạt động bình thường nha anh. 13 là bình xe đập. Nó bị kẹt cái cò nha. Em bán lỗi nha. Rồi 350 nha. Lên mã lỗi bào 35 nha. Hoạt động bình thường nha anh, nó chỉ bị là bị. Đấy rồi, mùa 14 em chốt trên 5 tháng. Lỗi bào 35 nha. 350 nha. Rồi. Hai cọng dây này cộng này nó bị bó xíu nha. Cặp này em bán 200 nha, mã cặp 200 nha, cặp 200. Đi nguồn nha. Đi 12 rồi. Rồi. 120 nha. Lên mã sát mài 12 nha. Rồi dây này em bán 100 nha. Dây này nó không có bị nói. Dây này của máy Hitachi nè. Mở dây 100. Máy trà nhám. Máy trà nhám có thổi bụi em còn luôn. Cái lọc ấy để đâu hết trơn ta. Dồn bên kia chưa. Dây 100 em trước anh thợ máy. Hai cái dây này bán có 200 à. Cái dây 200 nè. Nhiều lắm. Quên nó dài nên nó nhiều rồi. Rồi một bờ. Máy hát hả? Máy hát nhạc thôi. Máy hát nhạc không có nha. Cái máy lúc nãy là máy của em mua em xài. Chứ không có bán. Rồi bộ này em bán 90 nha. Máy dây 90 nha. Dây 90. Này dây 100, dây 200. Em thấy không có chốt đâu mà không được. Mã dây 90.
Ôi. Đem còn cái bu lông bình. Dùng điện 110V nha, cái này là đầu 1/2 luôn nha, bu lông đầu 1/2. Cái này em bán dây 90 trước cho 5 thêm đài lọc 200 không? Rồi em bán mũ này 200 nha, mã mũ vàng 200 nha, mũ vàng 200. Mấy ngày hết rồi. Mấy ngày bên em hết rồi. Rồi con này hiệu GOB nha mấy. Công suất 190W nhưng hoạt động bình thường nha. 200k nha, lên mã nhám 200 nha mấy. Rồi, dây 100 luôn nha, mở dây 100 luôn. Cái này còn ổ luôn nha, vô bên toàn cái chui diêm luôn, mở dây 100. Dây 90 qua mã, mở dây 100. Cái này, chung lại tấp lẻ cho bán rồi, bán. Mỗi lần thứ hai không cho nghỉ. Mấy các bạn mini chưa có nên xin chứng nghỉ thôi, mấy bạn mini hết. Là stop liền. National nha, 12V chim dứt nè. Hoạt động bình thường á. Mấy mà em còn. Nó bị dính bụi hay dính phấn gì nha. Cái này chùi rồi sạch rồi đẹp lắm. Một máy hai pin một sạc nha. Rồi, hộp này em bán là 700k nha anh. Lên mã hộp 700 nha. Cái máy này biết ghê cái gì không? Màu vàng 200 em chốt cho anh nhỏ. Anh nhớ hỏi ít thôi. Dây em cho anh chốt cho anh Thanh Bình Trần. Cái bộ đó hồi nãy nó dính chống nắng của mấy anh đi làm công trình đó. Dính kẹp chống nắng. Đây, con nào kiếm bu lông đây. Bu lông đầu 3/4 nha. Cái này là Hitachi nha. Công suất là 1140W nha. Đầu 3/4 nha. 900k nha anh, lên mã bu lông 900 nha. Bu lông siêu nặng, siêu bự nha. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Còn cái ổ điện coi được không? Thấy đến cái đây là ổ điện 3 giây nè. Ổ điện. Ổ điện 3 giây nè. Rồi xong đi về đi. Có mưa lấy trong cốp xe. Ổ điện trắng á. Ừ, dưới tay đó. Ừ. Nước đổ nó đưa đi. Đưa nhiều cái đi. Cơm nước hết à. Cái này là sử dụng ba chui nha. Chạnh Long Hoàng, hôm nay vô chở anh Long Hoàng. Nó như vậy mà anh, nó sử dụng là ba chui. Ổ này em bán 120 nha, mà ổ 12 nha. Ổ 12. Cái này làm có số lượng nha, ổ 12. Dây dài, dây to lắm nha. Cái này là pin vô ba chui. Ổ 12. Mua lông pin em hết rồi nha anh. Em chưa thấy. Bảo có gì giúp tôi anh, bảo để nó cháy. Mày mai guitar còn mà hẹn ngày mai đi mấy anh Bảo mệt rồi. Lấy trong cốc xe trắng nữa. Gì? Có không mưa không? Về đi. Trời ơi. Không có ai chốt gì em bán tặng đi vô nghỉ nha mọi người ơi. Tặng nha, chưa nghỉ. Ngày mai bắn tiếp. Bắn tặng mấy cái khoan. Dao cũ à. Dao cũ là hết rồi nè. Dao bãi hết rồi. Với lại cái này nha, mình muốn nha. Trắng 12 chiếc kênh quy nguyên đình. Rồi bán tặng mỗi máy là 50.000 nha. Mã tặng mù 50 nha. Tặng mù 50 tặng cho 5 khách là có nghĩa là bán 50.000 nha. Vừa bán vừa tặng nha mấy em. Mã tặng mù 50. Tặng cho những anh hôm nay có đơn là ngày mai em đi đơn luôn nha mấy anh. Chứ nếu như mà
mặn màu 50 trước cái Nam Thắng. Mặn màu 50 trước cái đỏ Anh Thư. Mặn màu 50 trước cái Nam Thanh Đài Lộc. Bao nhiêu tiền một cái đấy còn mấy mày mấy guitar? Mấy mày mấy guitar tầm giá là 200 đổ lại nha. Đoạn mùa 50 chứ kinh Nguyễn Văn Tú. Còn mấy máy à? 24. Đoạn mùa 50 em chốt cho anh Phước Dũng. Dạ rồi anh Lương Thi, nếu như mà mình chuyển khoảng 120 là có gì là bên ship, tiền ship bên 5 triệu nha. Tiền ship bên 5 triệu. Ủa anh Mai chuyển khoản ra rồi, mấy anh vui lòng chuyển khoản trước trước giúp em nha, tại vì đơn của mấy anh nói là em giữ trong vòng 2 ngày, nếu như mấy anh không có bán hội là em sẽ xả ra bán. Nếu như trường hợp nào mấy anh muốn giữ đơn lặng mình mua đồ thêm á thì mấy anh cứ nhắn là giữ đơn giúp anh nha. Rồi chúc anh Trần Hoàng ngủ ngon. Máy cưa cầm tay có nha. Xem lại dây điện. Dây điện ngày mai đem ơi. Rồi nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cảm ơn mấy anh ủng hộ shop à. Hẹn mấy anh 19 giờ ngày mai nha. Mấy anh khách mới là mấy anh vui lòng mấy anh cọc chuyển khoản giùm shop em lần đi đơn nha mấy anh. Nếu như mấy anh muốn xem những video tiếp theo thì mấy anh vô hàng xin phải mấy anh bấm nút theo dõi giùm em nha. Tặng anh vô. Hết rồi anh ơi, ngày mai đi, ngày nào bên em cũng tặng hết trơn nha. Rồi nha mọi người ơi, ngủ mọi người ơi. Mấy mày em chốt 200 à. Mấy mày em chốt 200 mai ra nơi mai xem thì mua nha. Anh vừa chuyển có phải chuyển luôn. Anh Nguyễn Văn Tú hả? Anh chuyển rồi thì khỏi chuyển nha anh, chuyển một lần thôi. Lên đơn trước không thấy anh Phúc Nguyễn hả? Anh có cọc chuyển khoản cho anh, nếu như cọc chuyển khoản thì anh cứ vô anh nhắn đi. Sợ nhiều khi sót đơn không chừng nha. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. À.